Thiên Đạo Đồ Thư Quán, Trương Huyền. Chương 2251, 3, 3, 3, 1. Cái vị đập ruồi này là làm từ trúc A, vừa mềm lại không có lực lượng, dùng cái này đối kháng Bôn Lôi Trưởng. Gia hỏa này suy nghĩ có vấn đề. Tiêu Đàm là siêu cấp thiên tài của võ kỹ điện, tinh thông võ kỹ tới cực điểm. Dựa theo tình huống bình thường, coi như kém Lăng Hiên, khẳng định cũng có thể chiến một trận, cầm cái vị đập ruồi đi lên. Đây là điên rồi sao? Chứng kiến bộ dạng của Tiêu Đàm, tất cả mọi người bối rối, ngay cả đám người Lưu Điện Chủ cũng khóe miệng co giật, muốn bới tóc. Đối với Tiêu Đàm, bọn hắn có kỳ vọng thật lớn, kết quả gia hỏa này bị Trương Sư huấn luyện vài ngày, như thế nào cũng biến thành bệnh tâm thần rồi hả? Cầm thánh khí hạ phẩm, thậm chí bán thánh khí, còn có thể chịu được, một cái vì đập ruồi, hư nhược không có lực lượng. Như vậy cũng dám lên đài, đây là muốn chơi à? Ngươi, xác định dùng cái này luận võ với ta. Sắc mặt của Lăng Hiên cũng đỏ lên, tức sắp nổ tung. Chiến sư trao đổi, trang trọng hơn nữa có uy nghiêm, gia hỏa này thì ngược lại, cầm vị đập ruồi tới, quả thực không để vào mắt, cố ý nhục nhã. Ân, nếu như ngươi cảm thấy chịu thiệt, có thể sử dụng binh khí. Tiêu Đàm gật đầu. Ngươi, hàm răng cắn khanh khách xung động, Lăng Hiên hất đại thủ lên. Không cần, hôm nay ta dùng hai tay giáo huấn ngươi, cho thanh nguyên chiến sư đường các ngươi biết rõ. Yếu chính là yếu, dày vò nhiều hơn nữa cũng không có tác dụng. Dầm ào ào. Audio điện tử võ tấn bền. Kèm theo hắn nói, một trường đánh ra, tiếng sấm vang rền, chân khí như điện, thời gian nháy con mắt, toàn bộ đài tỉ thí đã bị khí tức che kín, tựa hồ đi nhầm một bước sẽ bị công kích, lâm vào bị động. Thử xem đi. Tiêu Đàm lên tiếng, cũng không nhiều lời, giơ vị đập ruồi, đánh ra về phía Lôi Đình. Muốn chết, thấy đối phương thực có can đảm dùng cái đồ chơi này ngạnh kháng Bôn Lôi thủ của hắn, Lăng Hiên nghiến răng, bàn tay cuồn cuộn, mãnh liệt vỗ xuống. Hắn muốn dùng lực lượng mạnh nhất, một chiêu đánh bại đối phương, để cho đối phương biết rõ. Cái gì là cường giả chân chính? Không cần nhìn, thắng bại đã định. Triệu Nghị Đường chủ lắc đầu. Đúng vậy, Bôn Lôi như điện, chiến lực như cầu vồng, mặc dù chỉ là thánh vực nhị trọng trung kỳ. Trên thực tế thánh vực tam trọng cũng chưa hẳn có thể thắng được, bán thánh khí cũng có thể đánh nát ngay tại chỗ. Một cái vị đập ruồi, khẳng định không kiên trì nổi. Lưu Tần Sơn đường chủ cũng gật đầu. Xem ra năm nay Thanh Nguyên đế quốc, đoán chừng một danh ngạch cũng lấy không được rồi. Ngụy Thiên Thư đường chủ nhẹ nhàng cười cười, lời còn chưa dứt, chợt nghe ba, thoáng một phát, thanh âm thanh thúy, vang vọng toàn bộ đại sảnh. Làm sao vậy? Nhìn không được sững sờ. Vội vã ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Bôn Lôi thủ của Lăng Hiên còn chưa tới trước mặt Tiêu Đàm, đối phương liền một vị đập ruồi vỗ vào trên mặt. Toàn bộ khuôn mặt đỏ từng điểm, tựa như dùng muôi vớt. A, ta muốn giết ngươi. Hiển nhiên cũng không nghĩ tới vị đập ruồi của đối phương nhanh như vậy, bị đánh mặt, Lăng Hiên tức sắp nổ tung, lại đánh ra một trường. Ba, bàn tay còn chưa tới trước mặt đối phương, lần nữa giòn vang, vị đập ruồi rơi vào trên mặt. Ta. Lăng Hiên thật muốn nổ, thân thể lóe lên, trên đài lập tức xuất hiện 5 cái huyễn ảnh, khiến người ta nhìn không ra đến cùng bao nhiêu cái là thật. Thân là chiến sư, thân kinh bách chiến, tuy bị nảy 2 cái, tràn đầy khuất nhục, nhưng cũng biết, vị trước mắt này cho dù giả bộ quái dị, nhưng lực chiến đấu chân chính lại không thể khinh thường, lúc này thi triển ra thân pháp võ kỹ cường đại nhất. Thất xảo huyễn bộ, võ kỹ thánh vực trung kỳ, hoàn mỹ thi triển ra, có thể xuất hiện 7 cái huyễn ảnh. Khiến người ta phân biệt không thấy chân thật hư giả. Lực công kích không bằng Bôn Lôi thủ, nhưng danh khí lại vượt xa, từ khi luyện thành, chưa bao giờ thất bại. 5 cái huyễn ảnh, đã được hắn tu luyện đến tình trạng xuất thần nhập hóa, ngay cả ta cũng phân biệt không thấy. Triệu Nghị đường chủ vuốt râu, đang muốn nói hai câu, vãn hồi chút mặt mũi, chợt nghe phía trước lần nữa ba, một tiếng. Vị đập ruồi rơi vào trên mặt đối phương. A, à, Lăng Hiên phát điên. Dưới chân gia tốc, huyễn ảnh càng thêm mê mang, khó có thể phân biệt. Ba, 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 liên tục ba đập, mỗi một lần đều chuẩn xác vỗ vào trên mặt, tựa hồ huyễn ảnh đối với vị trước mắt này, không có chút ảnh hưởng nào. Lăng Hiên, hắn dùng binh khí, người sử dụng kiếm. Thấy người của mình một mực bị đánh, ngay cả lông của đối phương cũng không có làm bị thương một cây, chiến sư của Sùng Viễn đế quốc cũng nhịn không được nữa, trong đám người không biết người nào hô một câu. Được. Biết vị trước mắt này không dễ đối phó,
Cổ tay của Lăng Hiên khẽ đảo, một thanh trường kiếm thánh khí hạ phẩm xuất hiện, còn không có thi triển, kiếm khí liền giống như cầu vồng kích xạ ra, thời gian nháy con mắt, toàn bộ đài tỉ thí sóng khí cuồn cuộn. Hàn Vũ kiếm ý, là năm Lăng Hiên 23 tuổi, cảm ngộ Đông Vũ, bản thân cảm ngộ ra, thi triển một kiếm gọt rũa bát phương, không ai trốn được. Triệu Nghị đường chủ tiếp tục nói, như trước chưa nói xong, chỉ thấy Tiêu Đàm đứng ở trong kiếm khí, không có quá nhiều động tác, vị đập ruồi trong tay lần nữa dựng thẳng lên. Ba, 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 lại là liên tiếp ba cái, cả bộ mặt của Lăng Hiên nảy sưng lên. Dầm ào ào, dưới bi phấn, trường kiếm của Lăng Hiên đưa ra, các loại kiếm chiêu lộn xộn thay nhau mà đến. Tiêu Đàm cầm vị đập ruồi trong tay, như hồ điệp xuyên thẳng qua bụi hoa, dù đóa hoa lại dày, cũng có thể nhẹ nhõm tránh thoát, không dính mảy may, càng trọng yếu nhất là, trên tay không có ngừng chút nào. Ba, 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 thanh âm ổn định mà có tiết tấu, nghe như là đang diễn tấu âm nhạc. Cái này, ba đại chiến sư đường khác trừng to mắt, không thể tin được, đám người hình đường chủ cùng lưu điện chủ cũng hai mặt nhìn nhau, có chút phản ứng không kịp. Chương 2252, 3, 3, 3, 2. Phương pháp huấn luyện của Trương Huyền, bọn hắn đều xem, quả thực giống như lừa người, như thế nào. Một cái nháy mắt, Tiêu Đàm biến hóa lớn như vậy. Thật là lợi hại, không nghĩ tới đập ruồi có uy lực lớn như vậy, ta thấy tận mắt Tiêu Đàm ở nhà vệ sinh tìm ruồi, vỗ xuống một cái, nói đánh gãy chân trước, tuyệt sẽ không vỗ tới chân sau. Con ruồi nhỏ như vậy, hơn nữa lại phi hành, có thể làm được điểm ấy sao? Đúng vậy, lực khống chế có thể nói tinh tế như tơ. Trên khán đài, mấy vị chiến sư của Thanh Nguyên Đế Quốc lặng lẽ nói. À, ta hiểu được. Nghe được hai người đối thoại, Lưu Điện Chủ vỗ đùi, bừng tỉnh đại ngộ. Rõ cái gì? Ngụy Điện Chủ nhìn qua. Tiêu Đàm là thiên tài võ kỹ điện, tu luyện võ kỹ chủng loại pha tạp, hỗn tạp, thời điểm chiến đấu, rất dễ dàng phân tán tinh thần, sức chiến đấu tự nhiên cũng triển khai không đến cực hạn. Trương sư để cho hắn đập ruồi, thoạt nhìn không có tác dụng gì. Trên thực tế lại liên lụy đến đạo lý đại đạo đến giản. Từng con ruồi phi hành lộ tuyến bất đồng, đại biểu võ kỹ cùng thân pháp bất đồng, nếu như muốn đánh chúng, cần quan sát lộ tuyến, sớm dự đoán. Quan trọng nhất là, càng có thể làm cho hắn ma diệt tâm táo bạo, học tập tất cả võ kỹ, thông hiểu đạo lý. Lưu Điện Chủ giải thích. Cái này, Ngụy Điện Chủ trầm tư. Cẩn thận ngẫm lại, đúng là như thế. Thân là thiên tài võ kỹ điện. Bản thân Tiêu Đàm cũng rất kiêu ngạo, lại để cho đối phương đập ruồi, tất nhiên đã trải qua đấu tranh tâm lý, nghĩ biện pháp vượt qua, đến triệt để thích ứng, lý giải võ kỹ tự nhiên sẽ đạt tới một tình trạng mới. Nguyên nhân chính là như thế, bất kể đối phương biến chiêu như thế nào, di động như thế nào, cũng chạy không khỏi. Chân con ruồi cũng có thể vuốt ve, không bị thương căn bản, mặt đối thủ lớn như vậy, tránh được mới lạ. Ba 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 ba, thanh âm càng ngày càng vang dội. Ngừng. Ta nhận thua. Không biết qua bao lâu, Lăng Hiên thi triển tất cả võ kỹ một lần, kết quả ngay cả một cọng lông của đối phương cũng không có làm bị thương, đành phải uể oải dừng tay. Lúc này mặt đã không thành hình dáng, sưng giống như cái bánh nướng. Thanh Nguyên Đế Quốc, Tiêu Đàm chiến thắng. Có người nhận thua, so đấu lập tức có kết quả. Ta, Thiên Vân Đế Quốc Bạch Tốn, Thánh Vực Nhị Trọng Sơ Kỳ, đồng dạng muốn thỉnh giáo cao thủ của chiến sư đường Thanh Nguyên Đế Quốc. Dầm ào ào. Một thanh niên thân thể cường tráng nhảy lên đài cao. Ta Thánh Vực Nhị Trọng Sơ Kỳ, cùng ngươi chiến một trận. Thạch Hạo đi tới. Bạch Tốn là thiên tài của quyền pháp điện Thiên Vân Đế Quốc, một đôi thiết quyền có thể nói vô địch, ra hỏa dọn vệ sinh kia muốn thắng được, rất khó. Khục khục, hắn không phải nhân viên dọn vệ sinh, là thiên tài của nội tức điện chúng ta, Thạch Hạo. Chứng kiến hai người lên đài, chiến sư song phương đều siết chặt nắm đấm. Hình đường chủ, người cảm thấy người của ngươi có thể chiến thắng không? Lưu Tần Sơn đường chủ nhìn qua. Nếu như nói vừa rồi tất cả mọi người cảm thấy Thanh Nguyên chiến sư đường triệt để chán trường, nhưng thực lực của Tiêu Đàm, để cho đối phương lau mắt mà nhìn, một lần nữa nhìn thẳng vào. Ta, cũng không biết. Hình đường chủ lắc đầu. Nói thật, phương pháp huấn luyện của Trương sư thực sự quá quái dị, coi như là hắn, cũng hoàn toàn không hiểu. Thạch Hạo đường đường thiên tài của nội tức điện. Đi trà bồn cầu vài ngày. Ai biết thực lực tăng tiến hay lui về sau. Muốn thắng được Bạch Tốn, tuyệt đối không có khả năng. Vẻ mặt Ngụy Thiên Thư đường chủ tự tin. Ta có tự tin tuyệt đối với hắn,
hắn là học sinh thân truyền của ta, quyền pháp vô địch, căn bản không ai có thể chiến thắng. Vù vù, nói còn chưa dứt lời, ở trên bục chiến đấu đã bắt đầu. Bạch Tốn biết rõ chiến sư thi đấu, không có chút lưu tình, một quyền oanh kích đến. Dùng sức chiến đấu mạnh nhất. Ngay thời điểm nắm đấm sắp rơi vào trước mặt Thạch Hạo, chỉ thấy bàn tay hắn giải ra, trực tiếp đặt ở trên mặt đối phương, như chùi bồn cầu, dùng sức lau. Ngươi! Khóe mắt của Bạch Tốn muốn nứt ra. Gào thét một tiếng, nắm đấm lần nữa kéo tới, không khí tựa hồ bị nghiền ép bạo liệt, bất quá còn không có tới trước mặt đối phương, bàn tay của đối phương lần nữa xuất hiện ở trên mặt mình, tiếp tục tẩy tẩy, trà sát ra một đống bùn đất. Mặt ngươi, thật nhiều ngày không có rửa a. Thạch Hạo phủi tay ở trên quần áo. Bạch Tốn, ta giết ngươi. Bàn tay nhoáng một cái, sắc mặt Bạch Tốn xanh mét, trên nắm tay mang lên bao tay, lần nữa oanh kích đến. Chiến sư của quyền pháp điện, bao tay có thể phát huy ra sức chiến đấu càng mạnh hơn nữa, tương đương với sử dụng binh khí. Thấy hắn dụng binh khí, Thạch Hạo cũng không xoắn suýt, bàn tay chảo một cái, chổi lông gà ném ở cách đó không xa xuất hiện. Phá băng quyền. Gầm lên một tiếng, bao tay phát ra ánh sáng rực rỡ, Bạch Tốn xuống dưới một quyền, tựa hồ muốn nghiền thân ảnh trước mắt thành bụi phấn. Nắm đấm mới đưa về phía trước, cách thân thể của đối phương còn một đoạn, đột nhiên cảm thấy trên mặt siết chặt. Một cái chổi lông gà rồi nhét vào trong miệng, mang theo mùi thối, ở bên trong xoay vài cái. Bạch Tốn. Chương 2253, Huyền Huyền Hội, Lạc Thất Thất. 1. Thạch Hạo nội tức hùng hồn, lúc cùng người chiến đấu ưa thích dựa vào lực lượng nghiền ép, đối mặt đối thủ cấp bậc thấp, tự nhiên nhẹ nhõm đánh bại, nhưng đồng cấp thậm chí cao hơn, ngược lại sẽ gia tốc chân khí tiêu hao, không phải là phương pháp chiến đấu cao minh. Bờ môi của Liêu Điện Chủ phát khô nói. Chổi lông gà nhu nhược, vừa dùng lực liền đứt, Trương Sư lại để cho hắn dùng thứ này chùi bồn cầu, trên thực tế là để cho đối phương khống chế lực lượng, để cho hắn khống chế chân khí càng nhỏ. Ba ngày trả mấy vạn bồn cầu, chân khí tinh tế, lực trưởng khống cũng càng mạnh mẽ, lúc này mới có thể một lần hành động chiến thắng. Còn Tiêu Tần, tính cách vội vàng sao động, muốn hắn đi bắt chim, là vì tôi luyện sự kiên nhẫn của hắn, hơn nữa điều tước linh động, cần phi hành mới càng dễ bắt, tôi luyện linh hoạt của hắn. Lục Kiến Lăng, tính cách nhu nhược, lại để cho hắn đi thổ lộ bốn phía, thậm chí ngay cả nam nhân cũng đùa giỡn, cho dù ngắn ngủn ba ngày, đảm lượng cùng tâm trí cũng đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất, cùng người đối chiến, tự tin bạo tăng, đừng nhìn chỉ có chút tự tin, trên thực tế lại có thể để cho sức chiến đấu triển khai to lớn. Còn Đồng Thụy, mặc dù là thiên tài của phòng ngự điện, nhưng mà tu luyện đầu hơi yếu, theo trên cây dốc ngược xuống, có thể rèn luyện phòng ngự của đầu, còn có thể rèn luyện đảm lượng, rơi vỡ như vậy còn không sợ, gặp được đối thủ tự nhiên dám cứng rắn va chạm. Phòng ngự điện, dựa vào là nhục thân cùng man lực vô địch, nếu như nhìn thấy địch nhân, bó tay bó chân, sức chiến đấu liền triển khai không ra. Trần Tiểu Húc, là kèm theo chiến đấu tiếp tục tiến hành, Liêu Điện Chủ càng ngày càng hưng phấn. Nắm đấm bóp càng ngày càng chặt. Thời gian nháy con mắt liền tiến hành hơn 10 trận, nguyên bản bọn hắn cho rằng danh sư đường của Thanh Nguyên đế quốc không cách nào chiến thắng, lại đều nhẹ nhõm chiến thắng, không thua một trận. Thẳng đến lúc này, rốt cuộc rõ, Trương Sư an bài huấn luyện đáng sợ cỡ nào. Hắn nhìn ra thiếu sót của 20 chiến sư này, sau đó dùng phương pháp đơn giản nhất tiến hành tôi luyện, chùi bồn cầu, đập ruồi, bắt chim. Những động tác này, thoạt nhìn đơn giản. Trên thực tế là đại đạo đến giản, để người ta từ trong bình thường lĩnh ngộ võ đạo khắc sâu nhất. Ánh mắt của Hình Đường Chủ càng ngày càng sáng, rốt cuộc hiểu được. Lúc trước, chứng kiến kế hoạch huấn luyện của Trương Sư, hắn cũng phát mộng, vốn tưởng rằng đối phương sằng bậy, hiện tại mới hiểu được. Cực kỳ sắc bén. Mọi người chiến sư đường, bởi vì quanh năm tu luyện, võ kỹ cùng ý thức chiến đấu, thậm chí phản ứng, tất cả đã cố định, muốn trong 3 ngày ngắn ngủn cải biến, hầu như không có khả năng. Lại để cho đối phương buông võ kỹ, buông tu luyện, làm một ít sự tình người bình thường có thể làm, tâm cảnh triệt để trầm tĩnh lại, sau đó lại để cho đối phương luyện tập nhiều hơn, tự nhiên sẽ trở thành bản năng. Thật giống như Thạch Hạo cùng người chiến đấu, dùng bàn tay trà loạn. Kỳ thật cũng không phải cố ý, mà là chùi bồn cầu thời gian dài, dưỡng thành thói quen mà thôi. Buồn cười, ta còn cho rằng lần này nhất định phải thua. Cười khổ lắc đầu. Lúc trước còn tràn đầy lo lắng. Cảm thấy huấn luyện như vậy phải thua không thể nghi ngờ, nằm mơ cũng không nghĩ đến, Trương Sư sớm đã nắm Chí Châu. Khó trách ba ngày cũng không trở về, có
còn có thời gian đi danh sư đường chơi. Xem ra đã sớm biết, huấn luyện như thế này không có bất cứ vấn đề gì. Tư duy của cao nhân không giống bình thường, không phải loại người như hắn có thể phỏng đoán. Trong nháy mắt, hình đường chủ càng thêm bội phục Trương sư, tràn đầy sùng bái. Mặt hắn hưng phấn, ba đại chiến sư đường đường chủ mới vừa rồi còn cực kỳ kiêu ngạo, bây giờ lại sốt ruột, ỉu xìu. Làm sao cũng không nghĩ đến, một đám chiến sư thoạt nhìn lộn xộn, giống như ăn mày, thực lực lại có thể mạnh mẽ như thế. Bọn hắn phí hết tâm huyết tìm đến chiến sư, vậy mà không có một cái nào là đối thủ, toàn bộ bị nghiền ép. Cái này gọi là chuyện gì? Hình đường chủ, chiến sư của các ngươi, đến cùng xảy ra chuyện gì vậy? Nhìn không được nữa, Triệu Nghị đường chủ hỏi. Cùng đối phương thi đấu không biết bao nhiêu năm, chiến sư của đối phương đến cùng có trình độ gì, mọi người nhìn thấy tận mắt, liên tiếp nhiều trận như vậy, người của bọn hắn một cái cũng không thắng. Đủ để nói rõ vấn đề. Danh sư đường của Thanh Nguyên Đế Quốc, không còn là kẻ yếu năm đó, đã trở nên vô cùng cường đại rồi. Nói thật, ba ngày trước, sức chiến đấu của đám người Thạch Hạo còn không bằng thiên tài của các ngươi, là trải qua đặc huấn, mới thoát thai hoán cốt, đạt đến loại thực lực này. Hình đường chủ không có dấu giếm nói. Đặc huấn, ba ngày đặc huấn thì đến được loại thực lực này. Làm sao có thể? Ba ngày, thời gian ngắn như vậy, khả năng ngay cả một bộ võ kỹ đơn giản nhất cũng học không được a. Ba đại đường chủ không thể tưởng tượng nổi. Người khác tu luyện, đều là lấy 10 năm làm đơn vị, 3 ngày. Có thể làm gì, khả năng ngay cả võ kỹ còn không có lý giải, cũng đã kết thúc. Là hội trưởng Huyền Huyền hội ta mới vừa nói, tự mình chế định kế hoạch huấn luyện cho bọn hắn, nhằm vào thiếu sót, tiến hành rèn luyện, lúc này mới tiến bộ rất nhanh. Vẻ mặt hình đường chủ tràn đầy kiêu ngạo. Hội trưởng Huyền Huyền hội. Ba đại đường chủ liếc mắt nhìn nhau. Vâng. Hình đường chủ gật đầu. Mặc dù hắn từ đế quốc nhất đẳng đến, nhưng lý giải với chiến đấu, với võ kỹ, dĩ nhiên đạt đến tình trạng không thể tưởng tượng, không phải chúng ta có thể phỏng đoán. Nguyên nhân chính là như thế, chúng ta mới tiến hành trao đổi với Huyền Huyền hội, hy vọng có thể để cho chiến sư chúng ta trở nên càng cường đại hơn. Một danh sư từ đế quốc nhất đẳng tới, tùy tiện chỉ điểm 3 ngày, khiến cho bọn hắn đại hoạch toàn thắng, dựng ở thế bất bại. Mọi người vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Dâm ào ào. Đang khiếp sợ, chợt nghe trên đài ồn ào, tiếng la kích động của vô số người vang lên. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy giao lưu hội chấm dứt, ba đại chiến sư đường 60 vị tu luyện giả của bọn hắn, tất cả đều bị đánh bại. Nói cách khác, lần này tuyển chọn 20 danh ngạch, đều bị chiến sư đường của Thanh Nguyên Đế Quốc bao chọn. Cái này, khóe miệng nhảy loạn, ba đại đường chủ đều cảm thấy có chút phát điên. Trước khi đến, bọn hắn cảm thấy lần này ít nhất có thể bắt được 18 danh ngạch, làm sao cũng không ngờ. Một cái cũng không có đạt được. Tất cả chiến sư đều thất bại thảm hại. Chương 2254, Huyền Huyền hội, Lạc Thất Thất. 2. Hội trưởng Huyền Huyền hội kia ở đâu? Có thể mang bọn ta tiếp kiến không? Chúng ta cũng muốn nhìn xem, người được ngươi thổi trên trời hiếm thấy, dưới đất không còn như thế, đến cùng có thực lực như thế nào? Biết rõ thất bại thành cái dạng này, không thể vãn hồi, ba đại đường chủ đều nghẹn lấy một hơi, Ngụy Thiên Thư đường chủ nhịn không được nói. Hắn, bây giờ không có ở chiến sư đường. Hình đường chủ lắc đầu. Trương sư đi khảo hạch danh sư thất tinh rồi, hắn cũng không tiện quấy rầy. Không có ở chiến sư đường, vậy mang bọn ta đi Huyền Huyền hội, ta cũng muốn nhìn xem, tổ chức của đế quốc nhất đẳng kia, đến cùng có thể có mị lực gì, cho ngươi tâm phục khẩu phục như vậy. Triệu Nghị nói, cái này, cũng tốt. Chần chừ một chút, hình đường chủ nhẹ gật đầu. Đi Huyền Huyền hội nhìn xem, không phải là đại sự gì. Bề ngoài giống như người Huyền Huyền hội, cũng rất thích tiếp đãi chiến sư, thuận tiện đập bọn hắn một trận a. Không để ý tới mọi người chiến sư đường hoan hô nữa, hình đường chủ dẫn đường, không lâu sau liền đi tới chỗ ở của Huyền Huyền hội, còn không có đi vào trong đó, liền chứng kiến một nữ hài đi ra. Thất Thất cô nương. Đây là chiến sư đường đường chủ của ba đại đế quốc Sùng Viễn, Thiên Vân cùng Hạo Hải, muốn đến đây cùng Huyền Huyền hội chúng ta trao đổi một phen, không biết bây giờ có rảnh không? Hình đường chủ ôm quyền. Vị trước mắt này hắn nhận ra, đúng là Lạc Thất Thất, thực lực mạnh nhất Huyền Huyền hội. Vài ngày không gặp, tu vi tựa hồ lại có tiến bộ, dĩ nhiên đột phá thánh vực nhất trọng đỉnh phong, đạt đến nhị trọng sơ kỳ. Trao đổi, có thể, các ngươi áp chế tu vi, cùng lên đi.
Lạc Thất Thất xoay người lại, Tú Mi hơi dương. Cái này, nghe bảo để cho bọn họ cùng tiến lên, trên mặt Triệu Nghị không vui. Chúng ta là chiến sư đường đường chủ, đều đạt tới xuất khiếu cảnh, người cảm thấy để cho chúng ta đè thấp tu vi, có thể thắng được. Tiểu cô nương, tuổi còn trẻ có thể đạt tới loại thực lực này, thiên phú không tồi, bất quá. Cho dù có thiên phú, cũng không phải là vốn liếng coi trời bằng vung. Ngụy Thiên Thư cũng lắc đầu. Lúc chúng ta tuổi còn trẻ, cũng là tồn tại lấy một địch 10, tuy hiện tại tuổi già lực lượng suy yếu, nhưng muốn thắng được, cũng không dễ dàng như vậy. Lưu Tần Sơn nói, có thể thử xem a. Thấy ba đại đường chủ không tin, Lạc Thất Thất cười một tiếng. Nếu như hình đường chủ nói huyền huyền hội thần hồ kỳ kỹ như thế, vậy để ta nhìn xem các ngươi đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Thấy nữ hài không thèm để ý bọn hắn nói, Triệu Nghị tiến về phía trước một bước, áp chế tu vi đến thánh vực nhị trọng sơ kỳ. Hai người khác cũng áp chế tu vi xuống. Vù vù. Triệu Nghị lóe lên đi vào trước mặt Lạc Thất Thất, như cự long ra biển, làm cho người ta cảm giác uy áp mãnh liệt. Cho dù áp chế tu vi, nhưng dù sao cũng là cường giả xuất khiếu cảnh, nguyên thần cường đại, nhất cử nhất động vẫn làm cho người ta cảm giác khó có thể chống lại. Ha ha. Không để ý tới áp lực này, thân thể mềm mại của Lạc Thất Thất di động, thời gian nháy con mắt đã đi vào trước mặt, bàn tay khẽ đảo chúi xuống, một cỗ kình khí lập tức hóa giải lực lượng của đối phương. Triệu Nghị kìm lòng không được lắc lư một cái, đồng tử co rụt lại. Cao thủ so chiêu, liếc có thể nhìn ra thực lực mạnh mẽ hay không? Nữ hài trước mắt này, ở đồng cấp, vậy mà còn mạnh hơn hắn. Khó trách dám lớn lối như vậy. Hừ, khuôn mặt trầm xuống. Cũng không còn ý khinh thường, mãnh liệt tiến lên, Triệu Nghị thi triển võ kỹ, lăng không chảo một cái, đang muốn bắt nữ hài, chỉ thấy nàng dĩ nhiên đi vào trước mặt Ngụy Thiên Thư cùng Lưu Tần Sơn, bàn tay như ngọc trắng cuồn cuộn đánh ra. Giống như mới vừa nói, nàng muốn lấy một địch ba. Oanh oanh oanh, bị công kích, hai đại đường chủ cũng nhịn không được nữa, chỉ có thể xuất thủ đánh trả, bốn người lập tức chiến đấu chung một chỗ. Đùng, 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 10 cái hô hấp sau. Vẻ mặt Triệu Nghị đỏ bừng, ngực dính hai trường, chỉ là bị đánh nát quần áo, không có làm bị thương da thịt, hiển nhiên đối phương lưu tình. 20 hô hấp sau, Ngụy Thiên Thư cùng Lưu Tần Sơn cũng lùi lại mấy bước, nói không ra lời. Chúng ta thua. Ba người đồng thời ôm quyền. Bọn hắn liên thủ lại không thắng được nữ hài này, đổi lại trước kia, tuyệt không thể tin được, mà bây giờ, đã xảy ra không thể thật hơn. Vừa rồi nếu không phải đối phương hạ thủ lưu tình. Chỉ sợ đã bị thương. Không biết các hạ, xưng hô như thế nào. Bị đối phương đánh bại, tâm phục khẩu phục, thần sắc của Triệu Nghị ngưng trọng nhìn qua. Thua ở trong tay ai, như thế nào cũng phải biết tên, nếu không thật xấu hổ chết người ta rồi. Chắp hai tay sau lưng, nữ hài ngẩng đầu, nhẹ nhàng cười cười, tựa như trăm hoa đua nở. Huyền huyền hội, Lạc Thất Thất. Chương 2255, chiến tử lệnh. 1. Lạc Thất Thất. Ba người nhớ kỹ tên. Thân là đường chủ, từng cái đều là tồn tại lấy một địch 10, đồng cấp có thể nói vô địch, dù vậy cũng không phải đối thủ của nữ hài, đủ thấy thực lực đối phương cường đại. Không biết, Thất Thất cô nương có hứng thú gia nhập chiến sư đường của Sùng Viễn đế quốc chúng ta hay không? Triệu Nghị tiến về phía trước. Không có hứng thú. Lạc Thất Thất lắc đầu. Muốn gia nhập chiến sư đường, nàng đã sớm tham gia khảo hạch, căn bản không có khả năng chờ tới bây giờ. Nói thật, hiện tại nàng chỉ muốn ở bên người lão sư, chỗ nào cũng không muốn đi. Cái này, bị cự tuyệt không hề chần chờ, biết rõ đối phương tâm trí kiên định, muốn thuyết phục rất khó, vẻ mặt Triệu Nghị cười khổ, đang muốn nói hai câu, chợt nghe một tiếng sấm rền nổ vang. Ở chiến sư đại điện của chiến sư đường phát ra lôi âm trầm lắng, dường như tùy thời có thể xé rách thương khung. Là lệnh tập hợp chiến sư. Đồng tử co rụt lại, sắc mặt của tứ đại đường chủ đều biến đổi. Chiến sư đường, thủ vệ một phương an toàn, bình thường đều là huấn luyện, tu luyện, nhưng một khi kèn vang lên, nhất định phải lập tức tập hợp, không thể có chút kéo dài. Đi tới. Không kịp nói tỉ mỉ, mấy người không dám dừng lại, vội vã bay vút về phía chiến sư đại điện. Có thể gõ vang cái này, nói rõ nhất định đã xảy ra đại sự. Thời gian nháy con mắt, đi vào quảng trường trước chiến sư đại điện, lúc này tất cả chiến sư đã hoàn tất tập hợp, từng cái một đứng vững. Thần thái ngưng trọng. Phần phật. Bốn vị đường chủ đi vào phía trước nhất, liền cảm thấy một đạo năng lượng chấn động kịch liệt,
ở trên không trung tạo thành một màn sân khấu thật lớn. Là tổng bộ có tin tức thông truyền. Chứng kiến cái này, đám người hình đường chủ nhẹ nhàng thở ra. Còn tưởng rằng là địa phương nào xuất hiện chiến sự, muốn bọn hắn ra chiến trường, hiện tại xem ra, cũng không phải như thế. Chiến sự mà nói, sẽ trực tiếp thông truyền đến trong đầu mỗi người, lập tức xuất phát, sẽ không xuất hiện loại năng lượng chấn động này. Ầm ầm, đang phỏng đoán đến cùng xảy ra chuyện gì, dưới năng lượng chảy xuôi, thanh âm của một lão giả chậm rãi vang lên, vang vọng bên tai mỗi người. Chiến sư đường của Thanh Nguyên Đế Quốc, chiến sư Trịnh Dương, khiêu chiến chiến tử thành công, thành tân chiến tử của chiến sư đường. Dầm ào ào. Ngay sau đó, trên màn sân khấu năng lượng, một bóng người chậm rãi hiển hiện, tay cầm trường thương, mang theo khí tức lăng lệ ác liệt, tựa như tùy thời có thể phá không mà ra. Lúc này Trịnh Dương so với trước càng thêm lợi hại, nếu như nói trước kia, mặc dù hắn là thần binh lợi khí, lại không trải qua chiến đấu, không có dính qua máu tươi, mà bây giờ, bộc lộ tài năng, nhất cử nhất động, đều làm cho người ta áp lực thực lớn. Giống như chạm tới một cây chủy thủ, tiện tay vạch phá ra thịt. Chiến tử, đồng tử của Triệu Nghị, Ngụy Thiên Thư, Lưu Tần Sơn co rút lại, thân thể cứng ngắc. Chiến sư đường hơn 300 năm không có chiến tử rồi, xuất hiện một vị, đại biểu cái hàm nghĩa gì, bọn hắn cực kỳ rõ ràng. Vốn tưởng rằng Thanh Nguyên Đế Quốc chỉ là quốc gia bị thua, chiến sư đường càng chán trường không chịu nổi, làm sao cũng không nghĩ đến, tuyển chọn chiến sư, lại có thể khảo hạch chiến tử thành công. Không nói cái khác, chỉ là ân tình tiến cử này, cũng đủ để một bước lên mây, lên như diều gặp gió rồi. Ít hầu phát khô, ba người nói không ra lời. Trao đổi một cái danh ngạch cũng không bắt được, còn có chút nén giận, cảm thấy thời vận không tốt, hiện tại mới biết được, ở đâu là vận khí không tốt, mà là thực lực người ta cường đại, bọn hắn căn bản chống không lại. Đồng tử của hình đường chủ cũng co rút lại. Trịnh Dương còn không tới chiến sư đường, mà tiễn đưa thẳng đến tổng bộ, cho rằng 89 phần 10 không thành công, nằm mơ cũng không nghĩ đến. Hoàn thành. Chiến tử, chiến sư đường đường chủ tương lai, đại lục chiến thần tương lai. Xuất hiện ở phân bộ của bọn hắn. Ô, ô, ân. Đang rung động, chỉ thấy hình ảnh trên màn sân khấu trước mắt biến đổi, trường thương của Trịnh Dương quét qua, thẳng tắp vọt tới một con rồng lớn. Sông Long môn trận. Hình đường chủ gật đầu. Muốn trở thành chiến tử, đầu tiên phải xông qua Long môn trận. Long môn trận chia làm Long vĩ, Long bối cùng Long thủ, mỗi một vị trí đều có 3 tu luyện giả, cấp bậc phân biệt tương đương người xông cửa, cao hơn 1 tiểu cấp, 2 tiểu cấp, 3 tiểu cấp. Một mực cao hơn 8 tiểu cấp. Hơn nữa bọn hắn hình thành trận pháp, muốn thông qua, phải đánh bại, độ khó to lớn có thể nghĩ. Nguyên nhân chính là như thế. 300 năm qua, không ai thành công. Tổng bộ truyền tống hình ảnh chiến tử phá Long môn trận tới đây, để cho tất cả chiến sư quan sát, là vì cổ vũ sĩ khí, để cho chúng ta biết rõ chiến tử cường đại, đồng thời cũng hiểu rõ, khảo hạch công bằng công chính, không có ăn gian. Cái tình cảnh này, là tổng bộ dùng ngọc tinh ghi chép xuống, truyền đưa tới, tự nhiên có ý nghĩa riêng. Không chỉ vì để cho người biết được thực lực của chiến tử, càng trọng yếu là lập uy. Để cho tất cả chiến sư biết chiến tử cường đại, từ đó xác lập uy nghiêm vô thượng. Phần Phật, trong lòng phỏng đoán, sau đó chứng kiến Trịnh Dương ở trên màn sân khấu, đã đi tới trước mặt đuôi rồng. Trường thương đâm ra, như sấm, như điện, tốc độ nhanh khiến người ta thấy không rõ lắm, trực tiếp đâm tới. Thật mạnh, cảm nhận được tốc độ của thương này, hình đường chủ chỉ cảm thấy cổ rét run, liên tục run rẩy. May mắn không đối chiến với vị này. Nếu như cấp bậc giống nhau, khẳng định đã bị đâm thủng cổ họng ngay tại chỗ, ngay cả phản ứng cũng không kịp. Chương 2256, chiến tử lệnh. 2. Hắn cũng cảm thấy không phải đối thủ, chiến sư thủ ở đầu rồng lại kịp phản ứng, trường thương nghênh tiếp, va chạm nhau, phát ra hàn mang. Trịnh Dương không sợ chút nào, thân thể nhẹ nhàng nhoáng một cái, dưới chân bước ra, thoạt nhìn động tác rất nhỏ, nhưng chẳng biết tại sao tốc độ lại cực nhanh. Trong nháy mắt liền đi tới trước mặt một vị chiến sư ở đuôi rồng, trường thương quét ngang. Bành! Đầu thoáng một phát, liền đánh bay đối phương, ngay sau đó tiếp tục thi triển thương pháp, liên tục điểm ra, sau 3 chiêu, 2 vị còn lại cũng bị đánh bại, đuôi rồng phá giải. Thương pháp thật nhanh! Tất cả chiến sư ở trên quảng trường đều siết chặt nắm đấm, từng cái kích động đến sắc mặt đỏ lên. Nhất là người võ kỹ điện, ánh mắt càng tỏa sáng. Phá đuôi rồng! Trịnh Dương tổng cộng dùng 5 chiêu,
mỗi một chiêu thoạt nhìn cực kỳ đơn giản, ngoại trừ đâm thẳng, chính là quét ngang, nhưng ẩn chứa áo nghĩa trung cực của thương pháp, khiến người ta không thể không tránh, không thể không phòng. Chỉ một thương này, coi như là bọn hắn tu luyện mấy trăm năm, thậm chí cả đời, cũng vĩnh viễn không đạt được. Đương nhiên, đuôi rồng là đơn giản nhất, ngay sau đó là long bối. Ba người ở long bối, so với Trịnh Dương cao hơn 3, 4, 5 tiểu cấp. Đồng dạng xông qua rất nhanh, tuy khó khăn một ít, nhưng không có trở ngại. Tổng cộng dùng 17 thương. Hình đường chủ tính toán thoáng một phát. Xông qua long bối, đi vào trước mặt đầu rồng. Ba người này phân biệt cao hơn Trịnh Dương 6, 7, 8 tiểu cấp, vừa ra tay, phong lôi cuồn cuộn, lực lượng như nước thủy triều. Trong chốc lát khí tức che khuất bầu trời cũng bị che lấp. Như là chân long xuất hiện, phong vân giăng đầy, thiên địa biến sắc. Trịnh Dương đứng ở trong đó thật giống như lá khô trên mặt hồ, tiện tay có thể bị dìm ngập, lại thủy chung lơ lửng trên không, sừng sững không ngã. Bành, bành, bành. Không biết qua bao lâu, mây bay mưa tản, Trịnh Dương lần nữa hiển lộ thân hình, từng ngụm thở hổn hển, trên đầu liên tục chảy mồ hôi. Trên thân xuất hiện ít nhất hơn 10 miệng máu, thương thế rất nặng. Bất quá, ba người ở đầu rồng cũng bị đâm ngã trên mặt đất, hiển nhiên. Thông qua, chỉ còn có Long Châu cuối cùng. Long môn trận của tổng bộ, có Long Châu tọa trấn, này mới khó khăn nhất. 300 năm qua, có thể xông qua Long môn trận đơn giản hóa không có Long Châu, tiếp cận 10 cái, nhưng xông qua Long Châu, không có một vị. Đứng ở tại chỗ hít vài hơi, hơi khôi phục một chút, Trịnh Dương tiếp tục đi về phía trước, miệng vết thương có máu tươi chảy xuôi, thuận theo mũi thương nhỏ trên mặt đất, nhưng hắn không có ngừng, ngược lại bước chân càng chạy càng ổn định. Tựa hồ, trong lòng có tín niệm vĩ đại trèo trống, cho dù chết cũng sẽ không lui về phía sau. Oanh oanh oanh, cùng Long Châu đối kháng. Cả hai chiến đấu sắp xé rách không gian, trường thương của Trịnh Dương bị đánh gãy. Bất quá vẫn không có buông tha, lực quyền, trưởng lực, thân pháp, thối công. Một chiêu so với một chiêu tinh diệu, cuối cùng lấy thân hóa thương, phá Long Châu phòng ngự. 388 chiêu. Hình đường chủ đếm xong, yết hầu phát khô. Cùng vị Long Châu này đối chiến, Trịnh Dương lại có thể dùng tiếp cận 400 chiêu. Cho dù đánh bại, cũng kém không nhiều lắm đến cực hạn, toàn thân bị huyết dịch dính đầy, trên thân hầu như không có một chỗ hoàn hảo. Có thể trở thành chiến tử, cũng không dễ dàng a. Chứng kiến bị trọng thương như thế, cũng tiếp tục kiên trì, vĩnh viễn không buông bỏ, tất cả chiến sư trầm mặc. Nói thật, đổi lại bọn hắn, khả năng ở vị trí long bối, liền kiên trì không nổi, không quan hệ thực lực, mà là tín niệm. Vị Trịnh Dương này, giống như mang theo lòng tin không thể thua, coi như thân thể bị đâm ra mười mấy lỗ thủng, cũng kiên trì đánh bại đối thủ, đi tới thành công. Điểm ấy, là bọn hắn vĩnh viễn không thể bằng được. Trịnh Dương ta, chỉ là một thiếu niên tu luyện thương pháp bình thường ở Thiên Huyền Vương Quốc. Hình ảnh sông Long môn trận chấm dứt, Trịnh Dương lần nữa xuất hiện ở trước mặt mọi người, lúc này thương thế đã hoàn hảo. May mắn gặp ân sư, là hắn truyền thụ ta thương pháp, làm gương tốt, giảng thuật cho ta chuẩn tắc làm người, từng bước một ngược dòng mà lên, mới có hôm nay. Thương đạo, tức nhân đạo, tu luyện, tức tu luyện nhân sinh, ta trổ hết tài năng trở thành chiến tử. Cũng không phải thực lực chân chính vượt qua những người khác, mà là ta có chuẩn tắc cùng mục tiêu làm người. Hy vọng tất cả chiến sư, đều có thể nhận thức. Cuối cùng, ta ban bố chiến tử lệnh thứ nhất. Cần tuân chiến tử dạy bảo. Tất cả mọi người của chiến sư đường đều quỳ một chân trên đất, cúi đầu ôm quyền. Chiến tử lệnh, tương đương với đường chủ lệnh của chiến sư đường, tương đương với nguyên soái lệnh trong quân đội, phàm là chiến sư, phải vô điều kiện tuân thủ. Ân sư thụ nghiệp của ta, không có hắn, sẽ không có ta hiện tại, về sau tất cả mọi người chiến sư đường, vô luận là người nào, nhìn thấy hắn, đều phải lấy lễ đệ tử đối đãi. Vâng, mọi người gật đầu đáp ứng. Tôn kính lão sư, đây là người người đều phải tuân thủ, lão sư của chiến tử, lão sư của đường chủ tương lai, cũng chính là lão sư của toàn bộ chiến sư đường. Dám vô lễ, chính là bất kính với toàn bộ chiến sư đường. Ân sư của ta. Luôn luôn điệu thấp, tin tức này, chỉ tồn tại ở trong nội bộ chiến sư đường, có người truyền ra bên ngoài, giết không tha. Trong mắt Trịnh Dương sôi trào sát khí. Vâng, mọi người lần nữa đáp. Rất tốt, hy vọng các ngươi có thể nhớ kỹ tên của hắn. Thầy ta, Trương Huyền. Chương 2257, Linh Nguyên Đan. 1.
Trương Huyền. Triệu Nghị Đường chủ yên lặng nhớ kỹ tên, âm thầm gật đầu. Nếu như chiến tử kính trọng ân sư như thế, về sau nhìn thấy, nhất định phải cung kính hữu lễ, không thể vượt qua. Trong lòng đang nói thầm, sau đó chứng kiến một bóng người từ đằng xa bay tới, thẳng tắp rơi ở cách đó không xa, nhìn chiến tử hư ảnh ở trên không trung, hai tay chắp sau lưng, ánh mắt phức tạp. Hình đường chủ, đây là người của ngươi sao? Chiến sư lệnh tập hợp vang lên, tới chậm thì thôi. Chiến tử phát biểu, chẳng những không hành lễ, trong mắt lại không có chút cung kính nào, chiến sư của các ngươi, lại có tố chất như vậy sao? Ánh mắt nheo lại, Triệu Nghị Đường chủ giận dữ. Chiến tử vừa mới giáo huấn xong, muốn tất cả nhân viên chiến sư đường tôn kính thầy của hắn, liền toát ra ra hỏa này, là không biết chữ chết hay suy nghĩ có vấn đề. À, hắn không phải người chiến sư đường chúng ta, là hội trưởng Huyền Huyền hội lúc trước ta nói với ngươi, viện trưởng danh sư học viện trương. Triệu đường chủ, ngươi muốn làm gì? Quay đầu nhìn thoáng qua, hình đường chủ mỉm cười, đang muốn giới thiệu, chỉ thấy Triệu Nghị đứng dậy, hai bước đi vào trước mặt trương sư, ánh mắt như điện. Ta mặc kệ ngươi là hội trưởng Huyền Huyền hội, hay là người nào, chiến tử của chiến sư đường phát biểu, kính xin lập tức rời đi, nếu không, đừng trách ta không khách khí. Chiến tử phát biểu, thuộc về cơ mật của chiến sư đường, đối phương không phải người trong nội đường, chẳng lẽ muốn đánh cắp cơ mật quân sự? Không khách khí. Trương Huyền nhíu mày. Vừa bay trở về, muốn nhìn kết quả giao lưu hội như thế nào, lại thấy được hư ảnh của Trịnh Dương, đang cảm khái, đệ tử rốt cuộc lớn lên, biết thông cảm lão sư khổ cực rồi. Đã bị vị trước mắt này uy hiếp. Phải. Sắc mặt Triệu Nghị trầm xuống, đang muốn nói chuyện, liền chứng kiến một ngón tay lăng không chỉ đến. Lạch cạch. Nhẹ nhàng búng. Vèo. Hắn biến sắc, phản kháng cũng không kịp, đã bị bắn bay. Lưng đâm vào trên đại điện chiến sư đường, phát ra nổ vang kịch liệt. Đang nhìn học sinh của mình từng bước một đi tới đỉnh phong, thay hắn cảm thấy cao hứng. Loại thời điểm này, Trương Huyền không muốn bị người quấy rầy. Tới đây quấy rối, bắn bay là được. Làm xong những thứ này, Trương Huyền chắp hai tay sau lưng, tiếp tục nhìn về phía không trung. Giống như đối phương nói, thời điểm Trịnh Dương vừa tới, hoàn toàn chính xác chỉ là thiếu niên tu luyện thương pháp bình thường. Hơn nữa vừa mới thất tình. Hiện tại, không chỉ thương pháp siêu quần, còn trở thành chiến tử của chiến sư đường. Ngắn ngủn không đến một năm, biến hóa to lớn khiến người ta cảm khái. Lão sư chỉ là phụ trợ, trọng yếu là, chính ngươi nỗ lực. Trong lòng thở dài, ánh mắt Trương Huyền lộ ra vẻ hài lòng. Hắn dạy dỗ thiên đạo công pháp bản rút gọn, mặc dù là công pháp ít thiếu sót nhất, nhưng nếu như bản thân không nỗ lực, không hăm hở tiến lên, cũng không có tác dụng. Thật giống như Tôn Cường, không nói nữa, đều là nước mắt. Trịnh Dương, ở trong mấy thân truyền của mình, thiên phú không tính tốt nhất, nhưng lại là người dũng cảm tiến tới nhất. Cố chấp đối với thương pháp, cùng tình yêu đối với thương pháp, mới khiến cho hắn đi tới hôm nay. Cũng không phải đơn thuần là bản thân dạy tốt. Đáng giận, từ trong bức tường nghiền nát chui ra, Triệu Nghị nghiến răng. Đi quát lớn ra hỏa không tuân quy củ này, vốn tưởng rằng đối phương sẽ xám xịt rời đi. Nằm mơ cũng không nghĩ đến, trực tiếp hành hung bản thân một trận. Ở chiến sư đường, ngang nhiên xuất thủ với một vị đường chủ, tội không thể thứ. Đang muốn xông qua giáo huấn đối phương, chỉ thấy hình đường chủ vội vã bay tới. Hình đường chủ, hội trưởng Huyền Huyền hội này, đang ở trước mặt chiến tử, ngang nhiên xuất thủ với ta, ta bất kể có phải khách nhân của ngươi hay không, cũng đừng trách ta không khách khí. Hàm răng cắn rung động, Triệu Nghị tức sắp bạo tạc nổ tung. Đệ tử đánh không lại chủ nhà, bởi vì gia hỏa này còn bị một nữ hài chà đạp. Nói thật, đối với cái gọi là hội trưởng, hắn đã sớm nghẹn lấy một bụng hỏa rồi. Vừa vặn có chiến tử làm cớ, không giáo huấn một lần, liền không phải chiến sư. Ngươi hãy nghe ta nói, hắn không chỉ là khách nhân đơn giản như vậy. Hình đường chủ vội nói. Ta biết rõ chiến sư đường các ngươi được chỗ tốt của hắn, nhưng mà hắn không tôn trọng chiến tử, chính là miệt thị chiến sư đường chúng ta. Ta không ra tay, còn có tư cách gì thống lĩnh một phân bộ. Hừ một tiếng, Triệu Nghị tiếp tục đi thẳng về phía trước. Vậy thì, người đi giáo huấn a. Thấy vị đường chủ này làm sao cũng kéo không được, hình đường chủ cũng có chút không vui, phất ống tay áo. Đúng rồi, ta quên nói cho ngươi, vị hội trưởng Huyền Huyền hội này, tên là... Trương Huyền. Trương Huyền. Bước chân đang tiến lên lập tức ngừng lại, Triệu Nghị run rụt thoáng một phát. Vị trương sư chiến tử vừa nói kia.
Ngươi nghĩ sao? Không nói thêm lời, Hình Đường chủ quay người đi tới vị trí của mình, tiếp tục quỳ xuống. Cái đồ chơi gì a? Còn không nghe khuyên. Ngươi lợi hại, tiếp tục đánh cho ta xem. Hắn là lão sư của Chiến Tử. Trước mắt tối đen, Triệu Nghị lung lay thoáng một phát, thiếu chút nữa ngất đi. Khó trách tùy tiện chỉ điểm 3 ngày, có thể làm cho bọn hắn tay trắng trở về, nguyên lai là lão sư của Chiến Tử. Vù vù, cứng ngắc tại nguyên chỗ, không biết như thế nào cho phải, chỉ thấy Chiến Tử hư ảnh ở trên không trung dặn dò hoàn tất, chậm rãi biến mất. Lúc này tất cả chiến sư mới đứng dậy, lần nữa quay đầu nhìn về phía Trương Huyền cách đó không xa, từng cái tràn đầy sùng bái. Bọn họ đều biết, trước mắt Triệu Nghị tối đen. Phiền toái lớn rồi. Chiến Tử vừa nói, phải cung kính với lão sư của hắn, bản thân muốn không khách khí với người ta. Sắc mặt đỏ lên, đang nghĩ ngợi làm sao đi tới xin lỗi, chỉ thấy Ngụy Thiên Thư, Lưu Tần Sơn chẳng biết lúc nào đã đi tới trước mặt Trương Sư, tất cả đều là vẻ mặt cung kính. Chương 2258, Linh Nguyên Đan. 2. Bái kiến Trương Sư, người chiến sư đường chúng ta cũng muốn cùng Huyền Huyền hội trao đổi, không biết Trương Sư có thể đồng ý hay không? Chúng ta cũng nghe qua đại danh của Huyền Huyền hội, cũng muốn tới trao đổi. Khóe miệng Triệu Nghị co lại. Hai gia hỏa này cũng quá vô sỉ đi. Lúc trước cũng giống như mình, bất mãn với hội trưởng Huyền Huyền hội, hiện tại vừa nói thân phận, lập tức tiến lên, xin trao đổi. Tôn nghiêm đâu? Các ngươi thường nghị với Hình Đường chủ đi. Thấy người vào tới càng lúc càng nhiều, Trương Huyền lắc đầu, quay người rời đi. Trịnh Dương trở thành chiến tử, trong lòng của hắn tràn đầy vui mừng. Sự tình trao đổi, liền giao cho những người khác, mình cũng chẳng muốn tiếp tục xử lý. Trở lại chỗ ở, không lâu sau, Hình Đường chủ đi tới. Trương Sư, ở dưới huấn luyện của ngươi, phân bộ chúng ta đã nhận được toàn bộ 20 danh ngạch. Bất quá, ban thưởng khả năng cần vài ngày mới có thể đến. Đại khái bao lâu? Cho dù tổng bộ dùng phương pháp đặc thù truyền tống, bất quá nhanh nhất cũng phải 10 ngày. Suy nghĩ một chút, Hình Đường chủ nói. 10 ngày. Lắc đầu, Trương Huyền tràn đầy bất đắc dĩ. Còn nghĩ lập tức có thể bắt được linh thạch, mau chóng đột phá đến thai anh cảnh đỉnh phong, xem ra vẫn không thể như nguyện. Tu luyện, sao lại khó khăn như vậy? Bây giờ suy nghĩ một chút, thực hoài niệm lúc trước cả đêm tăng một cấp. Trương Sư, còn cần tinh nguyên thượng phẩm. Thấy biểu lộ của hắn, Hình Đường chủ đoán ra được. Ân, ngươi còn có đường khác. Trương Huyền nhìn qua. Linh thạch ta không có phương pháp, nếu như Trương Sư chỉ là tu luyện mà nói. Linh nguyên đan dược lực hùng hậu, thậm chí đối với cường giả xuất khiếu cảnh cũng có trợ giúp, không biết đối với Trương Sư có hữu dụng hay không. Hình Đường chủ nói. Linh nguyên đan. Trương Huyền sững sờ. Trong thư tịch danh sư đường, cũng có quan hệ tới luyện đan. Linh nguyên đan hắn cũng từng gặp, là một loại đan dược thất tinh, cùng tinh nguyên thượng phẩm hoàn toàn chính xác có hiệu quả tác dụng như nhau, có thể tăng lên tu vi. Chỉ là chưa bao giờ thấy qua thực tế, cũng chưa từng thấy qua đan phương, không biết có hữu dụng hay không. Ta chỗ này vừa vặn có một viên, Trương Sư có thể thử một chút, nếu hữu dụng, ngược lại có thể đi tìm Ngô hội trưởng, hắn có không ít. Bàn tay của Hình Đường chủ khẽ đảo, một bình ngọc xuất hiện ở lòng bàn tay. Trương Huyền vẹn nắp bình ra, quả nhiên thấy một viên dược hoàn tinh hồng sắc lơ lửng ở trong đó, tản mát ra linh khí nồng đậm. Tiện tay lấy ra, để vào trong miệng. Linh khí lập tức hòa tan, một cỗ lực lượng ôn nhuận đi khắp toàn thân, lực lượng tinh thuần chậm rãi hội tụ về phía đan điền. Hữu hiệu, cảm thụ một chút, ánh mắt Trương Huyền sáng lên. Dùng linh thạch tu luyện đã quen, trong lúc nhất thời không nhớ ra vật khác, trên thực tế, không ít bảo vật cũng có thể thay thế. Thật giống như địa mạch linh dịch trước kia, có thể thay thế linh thạch trung phẩm, thậm chí hiệu quả còn tốt hơn. Đan dược cũng là một trong những vật thay thế. Linh nguyên đan cái. Cho dù ẩn chứa linh khí kém tinh nguyên thượng phẩm không ít, nhưng với hắn mà nói, tác dụng không nhỏ, so với linh thạch bình thường thì hùng hậu hơn nhiều. Đầy đủ mà nói, cũng có thể trùng kích thai anh cảnh đỉnh phong. Trương Sư, không cần luyện hóa dược lực sao? Thấy vị trước mắt này trực tiếp nuốt vào trong miệng, ngay cả tu luyện cũng không cần tu luyện, Hình Đường chủ không thể tin được. Loại linh nguyên đan cấp bậc này, coi như là hắn dùng, cũng cần tiêu phí thời gian rất lâu. Mới có thể hoàn toàn hóa giải. Gia hỏa trước mắt này, cứ ăn như vậy, chẳng lẽ không sợ linh khí quá nhiều, bạo thể mà chết sao? Luyện hóa xong rồi à? Trương Huyền nói. Một viên đan dược nho nhỏ mà thôi,
bên này vừa ăn xong, bên kia liền tiêu hóa sạch sẽ rồi, căn bản không cần chuyên môn tu luyện. Đã xong, khóe miệng của Hình Đường chủ co lại, rốt cuộc biết vì sao thực lực vị trước mắt này tiến bộ nhanh như vậy. Không nói cái khác, chỉ là tốc độ tiêu hóa, liền không phải người bình thường có thể so sánh. Ở luyện đan sư công hội, loại đan dược này nhiều không? Trương Huyền hỏi, nếu như muốn mượn nhờ loại đan dược này tấn cấp mà nói, cần số lượng chỉ sợ vượt qua 100 viên, không biết công hội có nhiều như vậy hay không? Cụ thể ta cũng không biết, cái này khả năng phải đi hỏi thăm Ngô hội trưởng. Hình Đường chủ nói, Ngô hội trưởng, Ngô Hóa Vũ, ban đầu thời điểm ở danh sư học viện luận đan, để cho đối phương thuyết phục, cam tâm tình nguyện đưa tới đoạn tục thảo, cẩn thận nói tiếp, còn là quen biết đã lâu. Ân, ta sẽ đi luyện đan sư công hội ngay bây giờ. Trương Huyền nói, Lạc Nhược Hy ở 3 tháng sang năm, phải cùng Trương gia thành hôn, tu luyện cấp bách, không dám có chút trì hoãn. Cáo từ Hình Đường chủ, vừa mới đi ra chỗ ở, chỉ thấy Lạc Thất Thất đã đi tới. Lão sư, thấy là nàng, Trương Huyền có chút nhức đầu. Hắn là người có bạn gái, bị đệ tử thổ lộ, hết sức khó xử a. Bất quá trực tiếp đào tẩu, tôn nghiêm của lão sư cũng không có chỗ thả. Lão sư, ngươi, có thể theo giúp ta một ngày không? Sắc mặt có chút khó coi, Lạc Thất Thất nhìn qua, mang theo chờ đợi. Chỉ một ngày. Chương 2259, vi sư thay ngươi làm chủ. 1. Làm sao vậy? Thấy hốc mắt của nữ hài có chút phiếm hồng, tựa hồ mới vừa khóc, Trương Huyền nhíu mày. Tuy bị thổ lộ, không phải hắn muốn nhìn đến, nhưng nếu có người chọc đệ tử mà nói, tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình. Không có gì. Lạc Thất Thất nhìn qua. Chỉ là muốn cùng lão sư ở chung một lát. Ách, được rồi. Thấy bộ dạng này của đối phương, khả năng có tâm sự gì, Trương Huyền đành phải lắc đầu. Quá mức ưu tú, bị người ưa thích là bình thường, chỉ cần có thể bảo trì bản tâm, coi như ở chung một mình, cũng không coi vào đâu. Làm được đoan chính, đối phương tự nhiên sẽ bỏ đi ý niệm trong đầu, tránh né càng nhiều, ngược lại sẽ làm đối phương đoán mò, gây nên càng nhiều phiền toái nữa. Thấy hắn đáp ứng, Lạc Thất Thất vui vẻ. Vậy, chúng ta tìm một chỗ an tĩnh đi, nơi đây quá ồn. Chiến sư đường, Huyền Huyền hội, khắp nơi đều là người quen, hoàn toàn chính xác có chút nhao nhao. Trương Huyền gật đầu. Hai người bay ra phía ngoài, không lâu sau đi vào một ngọn núi lớn ở ngoài thành, ngồi ở bên vách núi. Ngồi ở trên tảng đá, nhìn phòng xá trùng điệp vô tận trước mắt, Lạc Thất Thất không biết nghĩ cái gì. Gió núi thổi lất phất mái tóc, khoác lên khuôn mặt không hề có khuyết điểm, cả người như tiên tử ở trong tranh đi ra. Không thể không nói, nữ hài này hoàn toàn chính xác rất đẹp, hơn nữa rất có khí chất, từ trong ra ngoài làm cho người ta cảm giác rất yên tĩnh. Thoải mái, sạch sẽ. Có phải là có tâm sự gì không? Tuy vi sư không phải cái gì cũng làm được, nhưng chỉ cần đủ khả năng, tuyệt sẽ không lùi bước. Thấy đối phương đưa hắn đến nơi đây, cũng không nói chuyện, Trương Huyền nhíu mày. Bộ dáng của đối phương, nhất định là có tâm sự, nhưng không nói, mình cũng không có biện pháp giúp giải quyết. Không có gì, chỉ là nghĩ tới một việc khi còn bé. Nở nụ cười, Lạc Thất Thất yên tĩnh nhìn về phía Thanh Nguyên Thành. Khi còn bé, ta thích làm nhất, chính là lúc rỗi rãnh ngồi ở trên nóc phòng, nhìn mặt trời mọc, mặt trời lặn, điểu tước phi hành bốn phía. Cảm thấy thật vui vẻ. Có một lần, ta thích một kiện bảo vật, cực kỳ muốn, liền quấn quýt lấy cha, để cho hắn giúp ta tìm kiếm, bị ta quấn bất đắc dĩ, phụ thân đáp ứng. Bất quá, cần ta ở trong thời gian quy định học được một bộ công pháp, vì vậy ta nỗ lực tu luyện, tu luyện tu luyện, không biết ngày đêm, trọn vẹn một năm, cuối cùng thành công. Phụ thân cũng không có lỡ hẹn, tìm được bảo vật cho ta. Bắt được bảo vật, trong ngày hôm ấy, ta cực kỳ vui vẻ. Đây chính là hao tốn công phu rất lớn mới lấy được, mỗi ngày đều tùy thân mang theo, thậm chí ôm nó ngủ. Đáng tiếc, về sau, một lần cùng người chiến đấu, bị hủy diệt rồi. Ta khóc trọn vẹn 3 ngày, phụ thân lại tìm cho ta một cái giống như đúc, nhưng mà ta đã không muốn rồi. Hai tay ôm bắp chân, cái cằm của Lạc Thất Thất khoác lên trên, đầu nghiêng nhìn qua. Lão sư biết tại sao không? Trương Huyền lắc đầu. Là vì no không phải thứ ta thích, dù giống như đúc. Cũng không phải rồi. Lạc Thất Thất nói. Ân. Không biết trả lời như thế nào, Trương Huyền đành phải lên tiếng. Kỳ thật khi còn bé, người người đều trải qua loại tình huống này, một vật phẩm cực kỳ yêu thích, một khi hủy,
coi như là mua giống nhau, cũng không còn loại chờ mong này nữa. Đây là không phải vật phẩm có thể thay thế. Về sau chậm rãi lớn lên, ta cũng dần dần rõ. Ưa thích đồ vật, chưa hẳn thật có thể một mực có được. Nhìn qua, Lạc Thất Thất tựa hồ có không ít lời muốn nói, rồi lại nói không nên lời. Xảy ra chuyện gì, là có người ăn hiếp ngươi, nếu như tội ác tày trời, vi sư thay ngươi giết hắn. Thấy nàng thần tình không đúng, Trương Huyền nhíu mày. Phốc suy, Lạc Thất Thất nở nụ cười, vẻ mặt thú vị nhìn qua. Ngươi thật có thể thay ta giết hắn. Đương nhiên, Trương Huyền gật đầu. Là lão sư ngươi ăn hiếp ta, động thủ đi. Lạc Thất Thất nói. Trương Huyền im lặng, không nghĩ tới lại bị nha đầu kia hố. Lần trước trong nội tâm nàng có nghi hoặc, bản thân hỗ trợ giải đáp, sau đó bị thừa cơ thổ lộ, lần này, xem ra lại là như thế, giả trang ra một bộ điềm đạm đáng yêu, chỉ cần đáp lời, liền tiến vào hố sâu. Đang không biết trả lời như thế nào, chỉ thấy ánh mắt nữ hài mông lung nhìn qua. Lão sư, lần trước ngươi không trả lời, ngươi biết ta đối với ngươi. Không chỉ là ưa thích. Không biết lớn nhỏ, nếu như tìm ta chỉ là muốn nói những thứ này, vi sư đi trước. Trương Huyền đứng dậy. Chỉ đùa lão sư một chút thôi, đừng nóng giận. Thè lưỡi, Lạc Thất Thất vội nói. Cũng không vui chút nào, về sau không thể như vậy nữa. Trương Huyền khoát tay. Vâng, lão sư, có thể dạy ta luyện đan một lần không? Nhẹ gật đầu, Lạc Thất Thất dừng lại một chút, nhìn qua. Có thể. Trương Huyền gật đầu. Muốn học luyện đan dược nào? Đan dược có rất nhiều chủng loại, mỗi một loại đều có phương pháp luyện chế bất đồng. Chương 2260, vi sư thay ngươi làm chủ. 2. Ta muốn học tập luyện chế linh nguyên đan cấp 7, không biết lão sư có thể dạy cặn kẽ một lần không? Lạc Thất Thất nói. Linh nguyên đan. Trương Huyền sửng sốt. Vừa nói với hình đường chủ, bản thân muốn linh nguyên đan, tính toán đi luyện đan sư công hội tìm kiếm. Không nghĩ tới Lạc Thất Thất lại muốn học tập. Vâng. Lạc Thất Thất mở chừng hai mắt. Có đan phương cùng dược liệu không? Chần chừ một chút, Trương Huyền nói. Nếu như nàng muốn học, vừa vặn có thể suy tính phương pháp luyện chế thoáng một phát, đến lúc đó đi luyện đan sư công hội, có thể miễn không ít phiền toái. Ta sớm chuẩn bị xong. Nhẹ nhàng cười cười, cổ tay của Lạc Thất Thất khẽ đảo, lấy ra một cái ngọc bài đưa tới, thần thức của Trương Huyền quét qua. Nội dung phía trên lập tức đi vào trong đầu. Đúng là đan phương của Linh Nguyên Đan. Hắn đối với luyện đan, lý giải đạt tới thất tinh đỉnh phong, dựa theo đan phương cân nhắc một lần, đã tìm ra phương pháp luyện chế tốt nhất. Đây là dược liệu. Đang muốn nói, chỉ thấy Lạc Thất Thất cười dịu dàng nhìn qua, bàn tay như ngọc trắng khẽ đảo, trước mắt xuất hiện một đống lớn dược liệu. Ngươi từ đâu tìm đến thế? Nhìn thoáng qua, Trương Huyền sửng sốt. Nữ hài lấy ra dược liệu. Mỗi một cây đều có mấy ngàn năm tuổi, loại cấp bậc này đều là giá trên trời. Linh nguyên đan bình thường, dược vật 50 năm đã có thể thành công, mấy nghìn năm, dược tính đầy đủ, hơn không chỉ gấp 10 lần. Lão sư biết rõ ta thích nghiên cứu, đã từng tìm được một di tích, những dược này vật, chính là từ bên trong lấy được. Lạc Thất Thất giải thích. Thật sự là vận khí tốt. Trương Huyền cảm khái. Căn cứ thủ pháp luyện chế binh khí. Có thể phỏng đoán ra địa quật mà Ngô Dương Tử bị bắt, riêng phần cẩn thận này, tìm được một hai di tích, cũng hoàn toàn chính xác không coi vào đâu. Lão sư, những dược vật này, có thể luyện chế linh nguyên đan A. Lạc Thất Thất nhìn qua. Đương nhiên có thể, không chỉ như thế, khẳng định còn có thể luyện chế ra cấp bậc cực cao. Trương Huyền nhẹ gật đầu. Bất quá, dược liệu quá mức quý giá, không thể có chút sai lầm, nếu không một khi nổ lô, chúng ta đều chịu không nổi. Dược liệu này quá chân quý, chỉ cần trình tự không sai, luyện chế ra linh nguyên đan rất đơn giản, nhưng dược vật chân quý như thế phối chế tốt rồi, gây chuyện không tốt có thể đánh vỡ phẩm cấp của linh nguyên đan lúc trước, để cho đối phương đạt tới cấp bậc cao hơn cũng chưa biết chừng. Ân, Lạc Thất Thất gật đầu. Nếu là loại dược vật cấp bậc này, phương pháp luyện chế lúc trước cần cải tiến thoáng một phát. Niên hạn dược liệu bất đồng, phương pháp luyện chế tự nhiên cũng không giống nhau, đứng ở tại chỗ, Trương Huyền cân nhắc một lần. Tìm một phương pháp càng thêm thích hợp, lúc này cổ tay khẽ đảo, thả kim nguyên đỉnh ra. Tuy ra hỏa này là khí đỉnh, nhưng thực lực mạnh mẽ, chỉ cần tăng thêm mấy cái phong ấn, dùng để luyện đan không có vấn đề quá lớn. Để nó luyện chế đi, ít nhất có thể bảo chứng sẽ không nổ lô. Vâng, Lạc Thất Thất lên tiếng. Hết thảy chuẩn bị thỏa đáng, Trương Huyền lấy ra giấy bút,
viết trình tự luyện đan ra, để cho nữ hải nhớ kỹ, lúc này mới chuẩn bị bắt đầu. Có hắn ở một bên chỉ điểm, cộng thêm trình tự lúc trước, quá trình luyện chế cực kỳ thuận lợi, không lâu sau, lô đỉnh mở ra, linh khí nồng đậm phóng thẳng tới bầu trời, 5 viên thuốc bay ra, muốn chạy trốn. Là đan dược chuẩn cấp 8. Ánh mắt sáng lên, Trương Huyền phân phó một tiếng, Kim Nguyên đỉnh vọt lên, bắt lấy đan dược đào tẩu, cất vào bình ngọc đã sớm chuẩn bị tốt. Linh Nguyên đan, là đan dược cấp 7, nhưng mà Lạc Thất Thất cho dược liệu dược linh quá cao, dược tính đầy đủ, vậy mà luyện chế được 5 viên chuẩn cấp 8, cho dù không có đạt tới cấp 8, dược hiệu cũng vượt xa Linh Nguyên đan bình thường. Có thể luyện chế ra dược vật cấp bậc như thế, người đã hoàn toàn học được phương pháp luyện chế Linh Nguyên đan. Đưa bình ngọc cho nữ hài, Trương Huyền cười cười. Những đan dược này không riêng gì chuẩn cấp 8, hơn nữa còn đạt đến đan văn, hoa văn chảy xuôi, làm cho người ta cảm giác tùy thời có thể phá không bay đi. Đan dược chia làm, thành đan, sung mãn, hoàn mỹ, đan văn. Có thể luyện chế ra đan văn, nói rõ lý giải đối với loại đan dược này, đã đạt đến đỉnh phong nhất. Chỉ cần sau khi trở về nghiêm túc tiêu hóa, lý giải tất nhiên có thể tăng lên một cấp bậc. Là lão sư chỉ điểm mới thành công, đan dược quy lão sư. Cánh tay duỗi ra, Lạc Thất Thất đưa chai thuốc tới. Ta không thể nhận. Trương Huyền lắc đầu. Dược liệu là của đối phương, cũng là đối phương luyện chế, tuy bản thân chỉ điểm, nhưng còn chưa đủ để lấy thù lao nhiều như vậy. Như vậy đi, ta một viên, còn dư lại 4 viên cho lão sư, nếu như ngươi cảm thấy ta thua thiệt mà nói, có thể dùng linh thạch mua sắm. Biết rõ ý nghĩ của hắn, Lạc Thất Thất lấy ra một viên, còn dư lại đưa tới. Vậy, cũng tốt. Chần chừ một chút, Trương Huyền gật đầu. Hắn vừa vặn cần linh nguyên đan, loại cấp bậc này, một viên có thể so sánh với hơn 10 viên bình thường, đã có 4 viên đan dược này, trùng kích thai anh cảnh đỉnh phong có lẽ không còn khó khăn. Lấy ra một chiếc nhẫn chữ vật, ở giám bảo các lấy được 1 vạn viên linh thạch thượng phẩm, để vào trong đó đưa tới. Tiện tay tiếp nhận, Lạc Thất Thất cất giới chỉ, đột nhiên ngẩng đầu nhìn Trương Huyền, trong mắt mang theo chờ đợi. Lão sư, vừa rồi ngươi nói, có người ăn hiếp ta, ngươi sẽ xuất thủ, đúng không? Ân, không nghĩ tới nàng sẽ hỏi ra lời này, Trương Huyền sửng sốt một chút, nhẹ gật đầu. Thực sự có người ăn hiếp ngươi, vi sư, thay ngươi làm chủ. Chương 2261, Thánh vực tam trọng đỉnh phong. 1. Bất kể như thế nào, đối phương cũng là học sinh của hắn, thật muốn có người ăn hiếp, tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn không để ý tới. Giống như đám người lộ trùng vậy. Đa tạ lão sư, thấy vị trước mắt này ánh mắt kiên định, không chần chờ cùng dao động chút nào, nhớ tới ban đầu ở trong địa cung, vì cứu nàng, liều mình cùng khôi lỗi dị linh tộc đối chiến, Lạc Thất Thất mỉm cười. Cùng vị trước mắt này ở chung hơn nửa năm, biết rõ cách làm người của hắn. Vì đệ tử có thể một mình đối kháng toàn bộ vương quốc, vì quản gia có thể ngạnh kháng đệ nhất vương gia của phong hào đế quốc, danh sư đường phó đường chủ. Bá đạo cộng thêm bao che khuyết điểm, chỉ là loại tính cách này, bản thân thật muốn xảy ra chuyện, tuyệt đối sẽ xuất thủ, không chần chờ chút nào. Đây cũng là nguyên nhân nàng thích đối phương. Tính tình chân thật, gan dạ sáng suốt, có đảm đương, có quyết đoán. Không có chút ra vẻ cùng dối trá. Tốt rồi, có thể được ngươi nói như vậy, ta rất vui vẻ, lão sư, ta đi về trước. Lạc Thất Thất cười nói. Cũng không chậm trễ ngươi nữa. Đi đi. Trương Huyền gật đầu. Tuy không có nói rõ, nhưng đã dùng hành động từ chối nhã nhặn. Trải qua chuyện ngày hôm nay, nàng sẽ biết rõ, trong lòng mình, chỉ là đệ tử, cái gọi là ưa thích, khẳng định không thể nào thực hiện, có lẽ. Sau đó sẽ đè loại tâm tư này xuống, cuối cùng có thể tìm được lương xứng phù hợp nàng. Lão sư, ta đi trước. Thở nhẹ một tiếng, Lạc Thất Thất quay người bay đi, thời gian nháy con mắt liền biến mất ở trước mắt, hẳn là trở về Thanh Nguyên Thành. Thấy nàng rời đi, Trương Huyền nhẹ nhàng thở ra. Cùng đối phương ở chung hơn một canh giờ, lại giống như đánh một trận chiến. Xem ra sau này, thật phải thu liễm một ít, phải càng thêm điệu thấp, nếu không càng nhiều nữ hài thích mình, bay cũng không thoát khỏi được. Quá mức ưu tú, chính là yêu thương như vậy. Lắc đầu, đang muốn tìm một chỗ luyện hóa linh nguyên đan mới luyện chế, trùng kích thai anh cảnh đỉnh phong, chỉ thấy một bóng người bay tới, không phải người khác, là Ngọc Phi Nhi. Trương sư, ngươi không có phúc hậu, ở chỗ này một mình dạy Thất Thất luyện đan. Lại không nói với ta, ta cũng muốn học. Vừa đến trước mặt, Ngọc Phi Nhi liền hừ một tiếng,
hiển nhiên đối với hai người một mình ở chung có chút không vui. Hai người các nàng đều biểu lộ, Trương Sư lại một mình ở cùng Lạc Thất Thất, trong lòng nhịn không được có chút ghen tuông. Ta chỉ là dạy nàng luyện đan, không có gì. Xoa xoa mi tâm, Trương Huyền lắc đầu, biết rõ cùng vị trước mắt này, nói thẳng tốt nhất, nên chẳng muốn quanh co lòng vòng. Nói thật với người đi, kỳ thật, ta đã có người yêu mến. Người nào, Thất Thất, vẻ mặt Ngọc Phi Nhi cảnh giác. Không phải nàng, là, tiểu công chúa của thánh nhân quý tộc Lạc Gia. Trương Huyền nói, thánh nhân Lạc Gia, Ngọc Phi Nhi không thể tin được. Thánh nhân quý tộc cao cao tại thượng, làm sao Trương Sư có thể nhận thức? Hơn nữa còn là tiểu công chúa. Thánh nhân quý tộc, từng cái đứng ở đỉnh phong nhất của đại lục, có thể nói tồn tại vô địch. Hồng Viễn Hoàng thất của nàng so sánh, nhỏ yếu đến cái gì cũng không tính. Trương Sư từ Thiên Huyền Vương quốc đến, làm sao có thể nhận thức loại người này, hơn nữa thích đối phương. Ngươi có thể không tin, còn tại sao lại nhận thức, vì sao sẽ thích nàng? Chỉ có thể nói vận mệnh cho phép, hơn nữa, chúng ta là lưỡng tình tương duyệt. Nhớ tới Lạc Nhược Hy, Trương Huyền mỉm cười. Cùng nàng lần đầu tiên gặp mặt, là một lần hiểu lầm, cho rằng bị linh thú đuổi giết. Bây giờ suy nghĩ một chút, không có lần hiểu lầm này, sẽ không có hai người quan hệ tiến dần lên. Tựa như vận mệnh kỳ diệu. Đã có người yêu, loại sự tình bị người thổ lộ này, cũng không muốn chạm phải triệt để ngăn cản, phải sớm nói ra, nếu không sẽ sinh ra càng nhiều hiểu lầm, phiền toái cũng nhiều hơn. Ta không tin. Sắc mặt Ngọc Phi Nhi trắng nhợt. Vốn tưởng rằng Trương Sư không có bạn gái, nàng cùng Lạc Thất Thất, thậm chí Hồ Yêu Yêu, chỉ cần chịu nỗ lực, đều có cơ hội, hiện tại xem ra đã chậm. Ngươi là nữ hài thật tốt, nhưng ta nói là sự thật. Trương Huyền lắc đầu. Ta. Hô hấp dồn dập, Ngọc Phi Nhi dừng cả buổi, cắn răng một cái xoay người sang chỗ khác, hàm răng cắn môi, thanh âm nghẹn ngào. Trương Sư, quấy giày, ta đi về trước. Cũng không đợi Trương Huyền trả lời, thẳng tắp bay ra ngoài, thời gian nháy con mắt liền biến mất. Chương 2262, Thánh vực tam trọng đỉnh phong. 2. Tuy không nói gì, nhưng có thể từ trong thanh âm cảm nhận được tan nát cõi lòng. Rất hiển nhiên, Trương Huyền danh hoa có chủ, để cho đối phương không thể tin được, cũng không muốn tiếp nhận. Ai? Thấy thời gian nháy con mắt, đã thương hai nữ hài, Trương Huyền lắc đầu, thở dài một tiếng. Kỳ thật, làm như vậy, cũng không phải là hắn cố ý. Nên ngừng không ngừng, nhất định sẽ càng loạn. Đối với hai nữ hài này, hắn không có chút tình yêu nam nữ nào. Duy chỉ có Lạc Nhược Hy, vừa nhìn thấy liền động tâm. Có Thiên Đạo Thư Viện, cùng là người của hai thế giới, hắn luôn làm việc lão luyện, trong ổn có lễ. Có thể vì đối phương, sẽ như một thiếu niên tranh giành tình nhân, điên cuồng đập phùng huân một trận, cũng có thể cố ý đi đả kích Trương Cửu Tiêu, đơn giản là trong lòng ghét Trương gia. Nhưng mà, dù hai người này rất đẹp, ưu tú, cũng ưa thích hắn. Nhưng mình không có như thế. Ngược lại chỉ như sư trưởng đối đãi đệ tử. Vì vậy, hắn hiểu được tình cảm của mình. Đã như vậy, dây dưa không rõ, còn không bằng thừa dịp các nàng lâm vào còn chưa sâu, khoái đao chặt đứt đay rối, không cho đối phương bất cứ hy vọng nào. Như vậy tất cả mọi người có thể nhẹ nhõm. Không thèm nghĩ nữa, trước tăng thực lực lên tới thai anh cảnh đỉnh phong lại nói. Biết mình phán đoán không sai, lắc đầu, dứt bỏ những ý nghĩ này, Trương Huyền khoanh chân ngồi xuống. Nơi đây cực kỳ yên tĩnh, không có một bóng người, đúng là nơi tu luyện tuyệt hảo. Điều chỉnh lực lượng trong cơ thể, điều chỉnh hô hấp, đại khái qua một canh giờ, trạng thái thân thể đạt tới đỉnh phong nhất, lúc này mới lấy ra một linh nguyên đan nuốt xuống. Lạc Thất Thất luyện chế linh nguyên đan, dùng đều là dược liệu mấy nghìn năm, mỗi một cây đều có dược lực cực kỳ hùng hồn, hơn nữa đạt đến cấp bậc đan văn, một viên đan dược, so với viên của hình đường chủ thì cường đại gấp mấy chục lần. Dược lực đi vào ngực, lập tức cảm thấy tựa như hỏa diễm hừng hực đang không ngừng thiêu đốt, một dòng nước ấm dọc theo kinh mạch du tẩu toàn thân, cuối cùng hội tụ ở trước mặt thai anh. Thai anh đạt tới thánh vực tam trọng trung kỳ, tựa như một hài đồng 7-8 tuổi, nhất cử nhất động mang theo lực lượng hùng hậu, tựa hồ thiên địa cũng có thể đánh nát. Tâm thần của Trương Huyền an tường, tinh thần nội thị, dựa theo thiên đạo công pháp tu luyện, chậm rãi vận chuyển chân khí, một khi cảm giác linh khí chưa đủ, liền nuốt một viên linh nguyên đan. Tu vi cùng lực lượng, cũng không ngừng liên tiếp kéo lên. Thai anh cảnh trung kỳ. Thai anh cảnh hậu kỳ. Thai anh cảnh đỉnh phong. Sau nửa canh giờ, nguyên thai đạt đến khoảng 16-17 tuổi,
dung mạo giống hắn như đúc, chỉ là lộ ra có chút non nớt. Hình thể vẫn là hài nhi, cao 10 mét, không có càng cao lớn hơn. Cuối cùng đã tới. Thở dài một tiếng, Trương Huyền cảm khái. Vì tu luyện tới cảnh giới này, thật sự là biến đổi bất ngờ, hao tốn thật lớn, may mắn, công phu không phụ lòng người, trải qua một phen nỗ lực cùng vất vả, rốt cuộc đã luyện thành. Bất quá, Lạc Thất Thất cho hắn 4 viên linh nguyên đan, cũng tiêu hao hầu như không còn, một lần nữa trở nên một nghèo hai trắng. Tinh thần nội thị, chỉ cảm thấy chân khí ở trong kinh mạch chảy xuôi càng thêm trôi chảy, lực lượng so với lúc trước, cũng có tăng lên gấp bội. Bàn tay duỗi ra, nhẹ nhàng sờ không trung. Bành! Một tiếng bạo tạc nổ tung vang lên, sau đó lực lượng khổng lồ lan tràn, nham thạch dưới chân ở dưới trùng kích vỡ thành bột phấn. May mắn hắn sớm phi hành, nếu không khẳng định sẽ người đầy bụi đất. Đây là lực lượng của thai anh cảnh đỉnh phong. Nắm đấm siết chặt, trên mặt Trương Huyền hưng phấn khó có thể ngăn chặn. Thật mạnh! Mặc dù không có cường giả tới so sánh, không biết thực lực xác thực đến cùng cao bao nhiêu, nhưng giờ phút này lại để cho hắn gặp được Thanh Điền Hoàng mà nói, chỉ sợ một quyền có thể đánh thành thịt nát, căn bản không phải đối thủ. Dâm ao ao! Đứng dậy, khí tức toàn thân thu liếm, không còn áp bách như vừa rồi, ngoại nhân thoạt nhìn, chỉ là thánh vực tam trọng đỉnh phong bình thường. Cho dù thực lực tăng lên, điệu thấp vẫn là bản tính của hắn, có thể không rêu rao, tận lực không rêu rao, giảm bớt không ít phiền toái. Đạt tới loại cấp bậc này, linh nguyên đan bình thường, đối với ta tác dụng cũng không lớn rồi, có đi luyện đan sư công hội hay không, đã không còn ý nghĩa. Vốn lần này đi ra, là vì đi luyện đan sư công hội, mua sắm chút linh nguyên đan, trùng kích cảnh giới cao hơn, bất quá kèm theo tu vi tăng lên, hơn nữa dùng linh nguyên đan đan văn. Loại bình thường, trên cơ bản đã không có bất kỳ tác dụng rồi. Mua nhiều hơn nữa, cũng không có hiệu quả, ngược lại không công lãng phí tiền, đã như vậy không cần phải giằng co. Quay về chiến sư đường đi, vừa vặn ba đường chủ kia có mặt, tìm bọn hắn thử xem thực lực. Nhẹ nhàng cười cười, đang định bay trở về chiến sư đường, tìm tứ đại đường chủ luyện tay một chút, thuận tiện củng cố cảnh giới cùng tu vi, đột nhiên sửng sốt, cổ tay khẽ đảo, một ngọc bài xuất hiện ở lòng bàn tay. Là Ngô sư truyền đến tin tức, nhìn thoáng qua, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Cẩu đường chủ, đã chết. Chương 2263, danh sư đường gặp chuyện không may. 1. Danh sư đường của Thanh Nguyên đế quốc. Chiếu song song bầy ở dưới đất, 8 cỗ thi thể lạnh ngắt. Từng thi thể, đều mặc y phục danh sư, trước ngực có 7 vì sao lóng lánh, lộ rõ thân phận. Lão giả ở giữa nhất, Trương Huyền hết sức quen thuộc, bởi vì đãi ngộ hắn không công bằng, mới tiến hành xông đường, thậm chí còn cùng hắn chiến đấu một trận. Vốn tưởng rằng vị này sẽ đợi đến lúc tổng bộ thẩm vấn, cuối cùng bị tước đoạt tư cách đường chủ, không nghĩ tới, vậy mà đã chết ở nơi đây. Xảy ra chuyện gì vậy? Trương Huyền nhíu mày, nhìn về phía Ngô sư. Là sự tình buổi sáng hôm nay, dựa theo danh sách ngươi cho ta, ta mới thẩm vấn 8 người, kết quả. Trong nội đường liền chết 8 vị danh sư. Sắc mặt Ngô sư xanh mét. Trương Huyền từ trong miệng Thanh Điền Hoàng đã biết danh sách nội gian, truyền cho hắn, vì không đánh rắn động cỏ, lặng lẽ thẩm vấn, vừa mới thẩm vấn người thứ 8, chợt nghe thuộc hạ báo cáo, trong nội đường đã chết 8 vị danh sư thất tinh. Bao gồm, cẩu đường chủ. Sắc mặt Trương Huyền trầm xuống. Thẩm vấn 8 người, chết 8 vị danh sư, hơn nữa đều là thất tinh, rất rõ ràng, đối phương đang cho bọn hắn cảnh cáo. Hơn nữa, cái chết của bọn hắn giống như trần chiết, đều là linh hồn biến mất, chỉ còn lại có thân thể. Ngô sư nói tiếp. Trương Huyền trầm mặc. Vừa mới vào, hắn liền phát hiện rồi, bao gồm cẩu đường chủ ở bên trong mọi người, đều là bị người dùng thủ pháp câu hồn, câu đi 3 hồn 7 vía, từ đó biến thành thi thể. Là, ngoan nhân. Siết chặt nắm đấm. Có thể làm được điểm ấy, ngay cả cẩu đường chủ cũng không thể may mắn thoát khỏi, chỉ sợ chỉ có ngoan nhân mới có thể làm được. Chỉ là, hắn ở đầm lầy Tế Bắc, căn cứ Thanh Điền Hoàng cung cấp tin tức, tựa hồ bị cấm chế, không cách nào thoát ly. Làm sao có thể dùng loại bí pháp này giết nhiều danh sư như vậy? Bọn hắn bị phát hiện ở đâu? Trong lòng nghi hoặc, quay đầu hỏi. Đều trong chỗ ở của mình, người nhà cho rằng đang nghỉ ngơi, trời sáng gọi không tỉnh mới phát hiện, dĩ nhiên đoạn tuyệt hô hấp. Nói một tiếng, Ngô sư nhịn không được nhìn qua. Có phải có quan hệ tới Thanh Điền Hoàng hay không? Nhưng Thanh Điền Hoàng, không phải bị giết rồi sao? Thanh Điền Hoàng thân là vu hồn sư, có được loại bí pháp đặc thù này,
sự tình giết chết Trần Chiết, lúc trước Trương Sư đã nói. Nếu như đều chết, là ai dùng ra chiêu này, quỷ dị như thế? Vô duyên vô cớ tử vong, ngay cả một chút dấu hiệu cũng không có, lại huyên náo toàn bộ danh sư đường lòng người bàng hoàng, sợ hãi. Người đều sinh ra sợ hãi với đồ vật không biết cùng không thể lý giải, trước mắt cũng là như thế. Cẩu đường chủ có thể nói là tồn tại thực lực mạnh nhất toàn bộ Thanh Nguyên Thành, hắn cũng không thể kháng trụ bị lặng yên không một tiếng động chém giết, bất kể là ai, đều sẽ cảm giác cổ rét run. Thanh Điền Hoàng là chết, nhưng mà người phía sau hắn còn chưa chết. Trương Huyền lắc đầu. Người đứng phía sau. Ngô Sư nghi hoặc. Sự tình ngoan nhân liên lụy quá lớn, Trương Huyền cũng không nói ra, mặc dù là hắn, cũng không biết tình hình. Ân, mặc dù Thanh Điền Hoàng là một vị hoàng giả của dị linh tộc, nhưng Vu Hồn Sư truyền thừa đoạn tuyệt, hắn có thể học được. Là sau lưng có người truyền thụ, người động thủ, hẳn là cái này. Trương Huyền gật đầu. Người truyền thụ Thanh Điền Hoàng chức nghiệp Vu Hồn, người này, sẽ có thực lực gì? Vượt qua đẳng cấp của Phong Hào Đế Quốc, ta có thể lập tức trình báo tổng bộ, để cho đối phương phái người tới. Đồng tử co rụt lại, Ngô Sư vội nói. Danh sư đường có quy củ của danh sư đường, dưới tình huống bình thường, sự tình phân bộ có thể giải quyết, nhiều nhất gửi cái văn bản báo cáo, sẽ không để cho người phía trên xuống. Thứ nhất, người tổng bộ bề bộn nhiều việc, không có rảnh thay thuộc hạ chùi đít. Thứ hai, đối với người phân bộ cũng là cơ hội rèn luyện. Sự tình gì cũng mời tổng bộ, danh sư cao cấp còn không vội vàng chết. Bất quá, một khi thực lực vượt qua đẳng cấp của Phong Hào Đế Quốc, liền không giống, sẽ liên lụy không biết bao nhiêu người sinh linh đổ thán, hoàn toàn có thể xin tổng bộ, phái danh sư cao hơn xuống xử lý việc này. Phái người tới đây, đại khái cần bao lâu? Trương Huyền nhíu mày. Tiềm trùng Phong Hào Đế Quốc cách chúng ta gần nhất, có được danh sư nửa bước bát tinh. Để cho bọn họ phái người tới, đại khái cần chừng 10 ngày. Còn có đế quốc liên minh có danh sư bát tinh, hiện tại truyền tin, nhanh nhất cũng phải 20 ngày mới có thể tới. Tính toán thoáng một phát, Ngô Sư nói. 10 ngày, 20 ngày, quá muộn. Trương Huyền lắc đầu, thần sắc ngưng trọng. Đợi những người này chạy tới, ta sợ danh sư đường sẽ chết càng nhiều. Vậy làm sao bây giờ? Ngô Sư có chút gấp. 10 ngày, 20 ngày hoàn toàn chính xác quá muộn, đối phương giết người ở vô hình. Trong vòng một đêm liền chết 8 cái. Thật muốn động thủ, thời gian dài như vậy, chỉ sợ danh sư thất tinh của toàn bộ Thanh Nguyên Đế Quốc, cũng không sai biệt lắm bị giết tuyệt. Người sau lưng Thanh Điền Hoàng kia, đến cùng là thực lực gì, ta cũng không rõ ràng lắm, bất quá. Chắc có lẽ không vượt qua xuất khiếu cảnh, nếu không tổng bộ danh sư đường khẳng định đã sớm phát hiện. Không có trả lời câu hỏi của hắn, Trương Huyền phân tích. Tổng bộ danh sư đường, tùy bỏ mặc quyền lực. Gặp được khó khăn lại để cho phân bộ cấp dưới xử lý, nhưng sẽ thường xuyên tuần tra thiên hạ, một khi phát hiện sinh mệnh vượt qua đẳng cấp xuất hiện, sẽ đích thân xuất thủ xử lý. Phong Hào Đế Quốc, tồn tại cao nhất, chính là xuất khiếu cảnh. Ánh mắt ngoan nhân này, có thể ở chỗ này không bị phát hiện, nói rõ. Có lẽ không có đánh vỡ cực hạn này. Coi như không cao hơn xuất khiếu cảnh, nhưng xuất khiếu cảnh, mỗi một tầng đều có chênh lệch rất lớn. Chỉ cần vượt qua sơ kỳ. Không phải là chúng ta có thể chống lại. Chương 2264, danh sư đường gặp chuyện không may. 2. Ngô Sư nói. Xuất khiếu cảnh, nguyên thần xuất khiếu, có thể mượn nhờ lực lượng tự nhiên, khống chế hoàn cảnh bốn phía, mỗi tăng lên một tiểu cấp, liền cần trải qua một lần lôi kiếp, trải qua càng nhiều, thực lực liền càng mạnh, từng tiểu cấp đều không thể so sánh nổi, thậm chí có thể nói có khác nhau một trời một vực. Lấy xuất khiếu cảnh sơ kỳ cùng trung kỳ làm thí dụ. Cho dù cả hai chỉ kém một tiểu cấp, nhưng sức chiến đấu lại kém gấp bội. Người trước, 10 cái chung vào một chỗ, thậm chí bố trí thành trận pháp, cũng chưa hẳn là đối thủ của người sau. Bởi vậy, coi như đối phương như trước là xuất khiếu cảnh, nhưng đạt tới đỉnh phong. Cùng sơ kỳ, chênh lệch quá xa, căn bản không có khả năng chiến thắng. Ta biết rõ, nhưng cấp bậc cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm. Bất quá, bây giờ không phải thời điểm xoắn suýt cái này. Chẳng lẽ ngươi không kỳ quái, gia hỏa này là làm sao giết chết những người kia sao? Nhíu mày, Trương Huyền biết rõ chỉ bằng vào loại phỏng đoán này, là không thể nào biết được thực lực đối phương, mà là dọc theo những thi thể kia dạo qua một vòng, mở miệng nói. Giết chết như thế nào? Đúng vậy, ngày đó ta bị Thanh Điền Hoàng đánh lén, biết rõ thủ đoạn của bọn hắn, mượn nhờ tế đàn, thậm chí linh hồn, cũng có thể xâm nhập ý thức người khác, câu hồn phách đi. Nói cách khác.
Vô luận bí pháp chiêu hồn lợi hại ra sao, cũng cần môi giới mới có thể thi triển. Giết chết 8 người này, môi giới là cái gì? Có cẩn thận điều tra hay không? Trương Huyền hỏi. Ngoan nhân dùng phương pháp chiêu hồn, khoảng cách gần, có thể trực tiếp tiến hành, nhưng cách xa nhau mấy vạn dặm, chỉ có thể mượn nhờ các loại đồ vật. Tỷ như, tế đàn. Nhưng tế đàn Ngô sư mang đi, chờ tổng bộ thẩm tra, những người này. Là chết như thế nào? Cái này, ta không có chú ý điểm ấy. Sửng sốt một chút, Ngô sư không biết trả lời như thế nào. Cẩn thận điều tra thêm, có lẽ có thể tra ra cái gì. Phân phó một tiếng, Trương Huyền không nói thêm lời, Minh Lý chi nhãn vận chuyển nhìn sang các thi thể. Trước khi cầu đường chủ chết biểu lộ mang theo hoảng sợ, hẳn là gặp sự tình gì hắn không thể tin được. Từng đạo hoa văn ở trong mắt chảy xuôi, xem một lát, Trương Huyền lắc đầu. Nguyên nhân cầu đường chủ chết giống như Trần Chiết, đều là linh hồn bị câu đi, biến thành thi thể. Coi như là Minh Lý chi nhãn, cũng nhìn không ra cái gì. Đúng rồi, Trung Thanh Vương kia đâu? Giam ở địa phương nào? Không nhìn ra cái gì, Trương Huyền nhớ tới một người, vội vàng hỏi. Hắn bị bắt lần nữa, nhốt ở trong địa lao của danh sư đường, tin tức nhất định là truyền không ra. Ngày hôm qua trong đêm, Sở Thiên Hành bệ hạ tính toán cầu kiến. Bất quá bị ta cự tuyệt. Suy nghĩ một chút, Ngô sư nói. Sở Thiên Hành cầu kiến. Trương Huyền nhíu mày. Gia hỏa này chỉ là vương gia, cũng không phải thân nhi tử của hoàng đế. Như thế nào vừa ra sự tình liền tới. Không tiếc tiêu phí giá cả cực lớn. Vâng, bất quá hai người bọn họ không gặp được, chắc có lẽ không có vấn đề gì. Ngô sư nói. Cái này không rõ lắm, nhưng Sở Thiên Hành rất có thể cũng có vấn đề. Thần sắc của Trương Huyền ngưng trọng. Trung Thanh Vương thông qua ký ức của Thanh Điền Hoàng, đã xác định có vấn đề. Vị hoàng đế này lại thân cận như thế, muốn nói không có vấn đề, hắn cũng không tin. Có cần bắt tới thẩm vấn hay không? Trước không vội, một khi thẩm vấn, động tĩnh lập tức náo lớn, đến lúc đó càng thêm náo động. Hiện tại việc cấp bách là tìm môi giới giết chết những người này, rút cuộc là cái gì? Sau đó lại nghĩ biện pháp diệt trừ hắc thủ phía sau màn. Trầm tư một lát, Trương Huyền phân tích. Chỉ có hắc thủ chết rồi, mọi người mới có thể chính thức an toàn. Cũng đúng. Ngô sư gật đầu. Trương sư nói không sai. Động thủ với một hoàng đế của đế quốc, rất dễ dàng làm lòng người bàng hoàng. Gây nên náo động không nói, càng trọng yếu nhất là, điều tra nhưng không tìm được chứng cứ, ảnh hưởng danh dự của danh sư đường. Danh sư đường tỏa trấn một phương, muốn xuất thủ với đế quốc, nhất định phải có bằng chứng, để người ta không có biện pháp phản bác, nếu không, sẽ để cho đế quốc khác nghĩ như thế nào. Chẳng phải người người cảm thấy bất an. Chỉ là hoài nghi, xa xa chưa đủ. Ta liền phái người đi thăm dò. Nghĩ thông suốt điểm ấy, Ngô sư nói. Không chỉ thăm dò, khả năng còn phải chuẩn bị một số người, sau đó cùng đi đầm lầy Tế Bắc một chuyến. Đầm lầy Tế Bắc? Ngô sư khó hiểu. Ta hoài nghi hắc thủ kia giấu ở nơi này. Trương Huyền giải thích. Tốt, ta sẽ chọn lựa lực lượng tinh nhuệ nhất của danh sư đường, còn có cao thủ chiến sư đường chung một chỗ. Ngô sư nói. Ân, ngươi sớm chuẩn bị, ta cũng chuẩn bị một chút. An bài xong, Trương Huyền nhẹ gật đầu. Muốn đi đầm lầy Tế Bắc tìm kiếm ngoan nhân, cần làm hai chuyện. Thứ nhất, thực lực của Kim Nguyên Đỉnh lại đề thăng một ít, tranh thủ lại để cho đối phương đạt tới xuất khiếu cảnh. Thứ hai, mau chóng để cho ngoan nhân thôn vệ xong Thanh Điền Hoàng, vượt qua lôi kiếp. Như vậy thực lực mới có thể chính thức đạt tới xuất khiếu cảnh, nếu không. Lấy tu vi của hắn hiện tại, ngoan nhân lại không đủ mạnh. Tùy tiện đi tới, gây chuyện không tốt sẽ biến thành thuốc bổ cho đối phương. Đến lúc đó thật sự sẽ không còn biện pháp. Chương 2265, Luyện Khí Sư Công Hội. 1. Biết rõ ngoan nhân ở đầm lầy Tế Bắc xuất thủ, chắc chắn sẽ không lưu tình, Trương Huyền không dám ngừng nghỉ, rời danh sư đường, đi tới Luyện Khí Sư Công Hội. Theo lý, ngoan nhân không động thủ nhanh như vậy, nhưng Thanh Điền Hoàng chết, thân phận thiên nhận danh sư bại lộ, khẳng định cũng làm cho đối phương có cảm giác áp bách. Một khi tên kia có thể tránh thoát đầm lầy phong tỏa, thứ nhất muốn giết, nhất định là mình. Vì vậy phải sớm chuẩn bị, tiên hạ thủ vi cường, không chỉ vì an toàn của mình, càng trọng yếu là, không thể để cho những danh sư thủ hộ nhân tộc này, vô duyên vô cớ chết như thế. Bây giờ Kim Nguyên Đỉnh là nửa bước xuất khiếu cảnh, nếu như dung nhập kim tinh huyền thạch, khẳng định có thể để cho cấp bậc của đối phương tăng nhiều, coi như không đạt tới thánh khí thượng phẩm, cũng có thể để cho phẩm chất càng hơn một bước,
trùng kích xuất khiếu cảnh chính thức không khó. Một bên đi về phía trước, một bên phỏng đoán. Kim tinh huyền thạch là từ bảo tàng của Ngô Dương Tử lấy được, sau khi phân cho Lạc Thất Thất một phần, trong tay còn có một khối, chỉ là một mực không có thời gian dung hòa vào kim nguyên đỉnh mà thôi. Hiện tại nếu như quyết định đi đầm lầy Tế Bắc, tốt nhất là sớm võ trang thoáng một phát. Luyện khí sư công hội, cách danh sư đường đại khái 4-5 dặm, không lâu sau liền tới. Luyện khí sư, bây giờ hắn còn chỉ là lục tinh khảo hạch ở danh sư học viện, cũng không có đạt được huy chương thất tinh, lấy ra huy chương mang ở trước ngực, nhấc chân đi vào. Luyện khí sư công hội ở Thanh Nguyên Thành, náo nhiệt giống như những địa phương khác, mỗi ngày đến đây mua sắm binh khí nhiều vô số kể, không biết bao nhiêu. Nơi đây bán ra, cấp bậc cao nhất là thánh khí hạ phẩm, cao hơn lại cần định chế, hàng đặt theo yêu cầu thậm chí tiêu phí giá lớn mua sắm, đương nhiên, cơ bản có tiền mà không mua được. Trương sư, thật là ngươi. Đang muốn hỏi thăm hội trưởng luyện khí sư công hội, chợt nghe một thanh âm kinh hô vang lên, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Sở Tường lúc trước nhìn thấy ở kinh hồng sư công hội, đứng ở cách đó không xa, vẻ mặt hưng phấn. Sở Tường công tử. Trương Huyền cười cười. Vị trước mắt này, cũng coi như giúp hắn một lần nữa gặp lại, không thể không để ý tới. Đa tạ Trương sư sớm dặn dò, thương thế trên linh hồn của ta, hiện tại đều tốt rồi. Sở Tường khom người. Ở kinh hồng sư công hội, vị Trương sư này sớm bàn giao một câu, thời điểm duy quân độc vũ, Tử Yên tiên tử mới tận tâm tận trách, để cho thương thế của hắn nhận được chữa trị, hiện tại hoàn hảo không tổn hao gì. Không có gì. Trương Huyền lắc đầu. Sự tình một câu, không coi vào đâu, chỉ là đáng tiếc viên tinh nguyên thượng phẩm kia của đối phương. Kỳ thật nếu xem mình khiêu vũ mà nói, khẳng định khỏi nhanh hơn. Ta nghe nói Trương sư xông đường, thật sự là lợi hại. Cảm kích xong, Sở Tường tràn đầy kích động, vẻ mặt sùng bái. Không có gì, chỉ là tùy tiện xông sáo, tùy tiện xông sáo. Trương Huyền bất đắc dĩ lắc đầu. Xông đường huyên náo động tĩnh rất lớn, thanh âm vang vọng toàn bộ Thanh Nguyên Thành. Lúc trước đối phương nhận biết mình, hơi chút nghe ngóng liền hiểu, căn bản không giấu giếm được. Tùy tiện xông sáo. Sở Tường trợn trắng mắt. Danh sư đường của Thanh Nguyên đế quốc đứng sừng sững không biết bao nhiều năm như vậy không có việc gì, ngươi vừa đến liền thành công xông đường, chỉnh phân bộ của người ta dục tiên dục tử, lại để cho đường chủ tự nhận lỗi từ chức. Cái này gọi tùy tiện mà nói, danh sư đường khác còn không tươi sống hù chết. Lần này Trương sư tới. Chẳng lẽ là cảm thấy luyện khí sư công hội không vừa mắt? Cũng tính toán xông thoáng một phát. Thấy hắn không muốn nhiều lời, Sở Tường nhớ tới một việc, nhìn lại. Từ khi vị Trương sư này đi vào Thanh Nguyên Thành, sẽ không an ổn qua một ngày, vốn ở Khải Linh sư công hội, làm cho công hội chạy tán loạn. Sau đó xông đường, bây giờ chạy đến đây, sẽ không lại muốn làm sự tình gì chứ? Khục khục, không nghĩ tới bản thân làm người chính trực. Vậy mà cho đối phương ấn tượng ác liệt như vậy, Trương Huyền ho khan một tiếng, có chút lúng túng. Kỳ thật, ta là người thành thật, làm sao có thể làm ra loại chuyện này, người suy nghĩ nhiều. Người thành thật, khóe miệng Sở Tường co lại, gặp qua không ít người thành thật, nhưng trung thực như vậy, còn có là lần đầu tiên thấy. Không xông đường, vậy hẳn là giống như ta, chuyên môn tới đây quan sát Lâm Kiệt Đại Sư luyện khí A. Lâm Kiệt Đại Sư, ân. Hắn là luyện khí đại sư của Tiềm Trùng Đế Quốc, đạt đến nửa bước bát tinh, chỉ là đi ngang qua nơi đây, tần hội trưởng cố ý mời hắn giảng bài, cũng triệu tập tất cả luyện khí sư đạt tới thất tinh của Thanh Nguyên Thành tới. Ta cũng may mắn được mời. Sở Tường nói, ngươi là luyện khí sư thất tinh. Gia hỏa trước mắt này, ở ký viện cũng có phòng riêng, vốn tưởng rằng là một quần áo lụa là, không nghĩ tới, rõ ràng còn là luyện khí sư thất tinh. Đó là đương nhiên. Ta ở trên luyện khí thiên phú cực cao. Vẻ mặt Sở Tường đắc ý. Nếu Trương sư đối với luyện khí, có cái gì không hiểu, có thể hỏi ta, bằng vào quan hệ của chúng ta nhất định sẽ chi tiết bẩm báo, tuyệt không giấu giếm. Ta biết rồi. Biết rõ đối phương hảo tâm, Trương Huyền nhẹ gật đầu. Vừa vặn có việc cần phiền toái ngươi, có thể làm phiền dẫn ta đi gặp hội trưởng luyện khí sư công hội không? Ngươi muốn gặp tần hội trưởng, cái này đơn giản. Sở Tường nhấc chân đi thẳng về phía trước. Đi theo ta. Ân. Trương Huyền theo sát ở phía sau. Có người giới thiệu, vừa vặn có thể miễn đi không ít phiền toái. Đi theo sau lưng đối phương, Trương Huyền cũng biết tên vị luyện khí sư hội trưởng này, Tần Hướng, là một luyện khí sư thất tinh đỉnh phong.
Chương 2266, Luyện Khí Sư Công Hội. 2. Rất nhanh đi vào chỗ ở của hội trưởng, trải qua thông bẩm, hai người đi vào. Hội trưởng, vị này là danh sư thất tinh Trương Huyền mấy ngày trước sông đường thành công, Trương Sư. Sở Tường giới thiệu, nguyên lai là Trương Sư, Tần Mỗ hữu lễ. Tần hội trưởng vội vàng đứng dậy. Danh sư có thể sông đường thành công, vô luận thực lực hay ánh mắt, đều đạt đến tình trạng bất khả tư nghị, không phải một luyện khí sư như hắn có thể khinh thường. Hội trưởng khách khí. Trương Huyền ôm quyền. Phân chủ khách ngồi xuống, hàn huyên hai câu, trên mặt Tần hội trưởng tràn đầy lo lắng. Không biết lần này Trương Sư tới đây cần làm chuyện gì? Luyện khí sư công hội chúng ta luôn an phận thủ thường, ta quản thúc thuộc hạ cũng rất nghiêm khắc. Sở Tường có chút nhìn không được. Hội trưởng, lần này Trương Sư tới, cũng không phải xông luyện khí sư công hội. Như vậy là tốt rồi. Tần hội trưởng nhẹ nhàng thở ra, lau mồ hôi trán. Nghe hai người đối thoại, Trương Huyền tràn đầy im lặng. Chỉ là xông danh sư đường, kết quả bị người hiểu lầm. Hắn rất thành thật, rất thành thật. Vì sao ngươi không tin tưởng chứ? Lần này tới đây, kỳ thật là có chút sự tình muốn phiền toái Tần hội trưởng thoáng một phát. Biết rõ giải thích đối phương cũng chưa chắc tin tưởng, bất đắc dĩ lắc đầu, Trương Huyền nhìn qua. Ta có một thánh khí trung phẩm, muốn dung hợp kim tinh huyền thạch, tăng lên thực lực, không biết hội trưởng có thời gian hỗ trợ luyện chế một chút hay không? Xin hỏi Trương Sư, thánh khí trung phẩm này là binh khí gì, có linh tính không? Đạt đến tu vi gì? Nghe được lại yêu cầu này, dừng lại một chút, Tần hội trưởng nhìn qua. Là một lô đỉnh luyện khí, đạt đến nửa bước xuất khiếu cảnh, có linh tính. Trương Huyền giới thiệu một chút. Cái này, vẻ mặt Tần hội trưởng lúng túng. Không dối gạt Trương Sư, nếu như lô đỉnh này chỉ có nguyên thần cảnh sơ kỳ, ta hao phí tâm huyết, có lẽ có thể giúp đỡ rèn luyện, để cho đối phương dung hợp kim tinh huyền thạch. Nhưng nửa bước xuất khiếu, ta cũng không có đạt đến loại thực lực này. Chỉ sợ có chút khó có thể làm được. Hội trưởng không cần lo lắng, đến lúc đó, ta sẽ chỉ điểm cho ngươi, chỉ cần tuân thủ trình tự, sẽ không xảy ra vấn đề. Còn tưởng rằng đối phương lo lắng cái gì, nguyên lai là chuyện này, Trương Huyền cười cười. Nói thật, rèn luyện kim nguyên đỉnh, hắn tự nhiên muốn đích thân quan sát chỉ điểm, nếu không đổi lại là người nào, cũng sẽ không yên tâm. Chỉ điểm của ngươi, Tần hội trưởng hơi nghi hoặc nhìn qua. Trương Sư cũng là luyện khí sư. Ân, học qua một ít, hiện tại đã đạt đến lục tinh. Trương Huyền lên tiếng. Danh sư đường thư tịch có quan hệ tới luyện khí, hắn đều xem hết, hơn nữa hình thành thiên đạo công pháp học tập xong rồi, lý giải đối với luyện khí, dĩ nhiên đạt đến thất tinh đỉnh phong, thậm chí có thể so với một ít luyện khí sư bát tinh sơ kỳ. Chỉ là rèn luyện khí thai, hắn không có chuyên môn học, nhiều nhất có thể gõ ra cục sắt, sợ mình luyện chế, đả thương kim nguyên đỉnh. Lúc này mới tìm Tần hội trưởng động thủ. Luyện khí sư lục tinh. Tần hội trưởng cùng Sở Tường liếc mắt nhìn nhau, đều nhíu mày. Luyện khí sư, lục tinh cùng thất tinh, chênh lệch một đoạn rất lớn, cấp bậc thấp như vậy. Muốn chỉ điểm ta? Không có nói đùa chứ. À, kỳ thật lý giải luyện khí của ta đã đạt đến thất tinh, chỉ là không có tới đây khảo hạch mà thôi. Thấy ánh mắt của hai người cổ quái, Trương Huyền giải thích một câu. Thì ra là thế. Tần hội trưởng bừng tỉnh đại ngộ. Nếu như thế, kính xin Trương Sư cùng đi luyện khí sảnh, thánh khí trung phẩm cùng kim tinh huyền thạch, chỉ có địa hỏa ở nơi đây mới có thể hòa tan. Tốt. Trương Huyền gật đầu. Luyện khí sư công hội, hỏa diễm luyện khí đại bộ phận đều là tiếp dẫn địa hỏa đồng dạng, cũng có sự phân chia mạnh yếu, kim tinh huyền thạch, bản thân liền khó có thể luyện hóa, kim nguyên đỉnh đạt tới nửa bước xuất khiếu cảnh, lại trải qua lôi điện rèn luyện. Không phải hỏa diễm bình thường có thể hòa tan. Ba người đi vào luyện khí sảnh, lúc này nơi đây chất đầy bóng người, từng cái trước ngực đều treo huy chương sáng loáng, lại đều là luyện khí sư thất tinh. Cái này, Trương Huyền nhíu mày. Vốn tưởng rằng đối phương nói luyện khí sảnh không ai, tới đây rèn luyện kim nguyên đỉnh thoáng một phát, liếc nhìn lại, mấy trăm vị luyện khí sư thất tinh. À, Trương Sư chớ trách, có thể hòa tan kim tinh huyền thạch, chỉ có luyện khí sảnh này. Vừa vặn Lâm Kiệt Đại Sư muốn tại đây truyền thụ phương pháp luyện khí cho chúng ta. Nếu như Trương Sư có thể chờ đợi mà nói, không ngại nghe Liễu Đại Sư giảng bài một chút, hắn là một vị luyện khí sư chuẩn bát tinh, lý giải luyện khí đã đạt đến tình trạng không thể tưởng tượng, nghe giảng bài, lý giải luyện khí tất nhiên có thể đột nhiên tăng mạnh. Thấy hắn không vui, Tần hội trưởng vội vàng giải thích.
Ta chỉ sợ không có nhiều thời gian như vậy. Trương Huyền lắc đầu. Ngoan nhân tùy thời sẽ giết người, hắn phải nhanh tăng lên kim nguyên đỉnh, để ứng đối hết thảy, ở chỗ này nghe người ta giảng giải luyện khí. Thật không có thời gian. Như thế nào, nghe ngữ khí của ngươi, nghe ta tiết học, là lãng phí thời gian của ngươi. Lời còn chưa dứt, chợt nghe một thanh âm không vui vang lên. Chương 2267, Lâm Kiệt Đại Sư. 1. Quay người nhìn lại, một lão giả đi tới, tròm râu hoa râm, hai đầu lông mày mang theo khí khái hào hùng, tu vi liếc khó có thể xem thấu, không biết đến cùng cao thâm cỡ nào. Lâm Kiệt Đại Sư. Tần hội trưởng vội vàng ôm quyền, vẻ mặt của Sở Tường cũng cung kính. Luyện khí sư chuẩn bát tinh, vô luận tu vi hay lý giải luyện khí, đều không phải bọn hắn có thể so sánh. Đại sư, vị này chính là danh sư thất tinh đỉnh phong của danh sư đường, Trương Huyền Trương Sư. Sợ hai người hiểu lầm, Tần hội trưởng vội vàng giới thiệu. Vị Trương Huyền này có thể xông đường thành công, đánh bại Cẩu Đường chủ, xưng hô thất tinh đỉnh phong tuyệt không quá. Danh sư thất tinh đỉnh phong. Lâm Kiệt đại sư sững sờ. Trẻ tuổi như vậy, thì có loại thực lực này, khó trách có vốn liếng ngạo khí. Lúc trước còn tưởng rằng là người ngông cuồng gì, cố ý tới bới móc mình, nếu là danh sư thất tinh, tự nhiên sẽ không còn nghĩ như vậy. Thật sự ngại ngùng, danh sư đường chúng ta có việc, chậm trễ không được, muốn mượn luyện khí sảnh sử dụng, rèn luyện binh khí của ta thoáng một phát, chẳng biết có được hay không. Trương Huyền ôm quyền. Người ta muốn giảng bài, trực tiếp đến đây, muốn mượn dùng địa hỏa nơi đây, hoàn toàn chính xác có chút vô lễ. Rèn luyện binh khí, Trương Sư còn là một vị luyện khí sư. Lâm Kiệt Đại Sư tò mò nhìn qua. Trương Huyền nói, may mắn đã nhận được huy chương lục tinh. Lâm Kiệt Đại Sư nhẹ gật đầu, có chút nghi hoặc. Không biết, Trương Sư muốn rèn luyện binh khí gì? Đến cùng là dạng binh khí gì, nhất định phải ở nơi này luyện khí. Luyện khí sư công hội của Thanh Nguyên Đế Quốc, cho dù không có hùng vĩ như Tiềm Trùng Đế Quốc, nhưng Tĩnh Thất có được địa hỏa có thể luyện khí, không có 1.000 cũng 7-800. Kiên trì chọn ở chỗ này, tất nhiên có dụng ý khác. Nếu đối phương là luyện khí sư thất tinh đỉnh phong, sẽ không hỏi nhiều, lục tinh. Thật sự có chút thấp, địa hỏa nơi đây dị thường hung mãnh, hơi chút khống chế không nổi, không chỉ không cách nào luyện thành, gây chuyện không tốt còn sẽ để cho binh khí hủy hoại chỉ trong chốc lát. Là nó. Cổ tay khẽ đảo, kim nguyên đỉnh xuất hiện. Chủ nhân, đây là muốn rèn luyện ta. Hặc hặc, ta lại muốn tấn cấp. Nhìn quanh một vòng, phát hiện là ở luyện khí sư công hội, khắp nơi đều là luyện khí sư, kim nguyên đỉnh tràn đầy hưng phấn. Thánh khí trung phẩm nửa bước xuất khiếu cảnh. Còn tưởng rằng là một bán thánh khí, không nghĩ tới đạt đến trung phẩm, lông mi nhảy dựng, Lâm Kiệt đại sư có chút không dám tin tưởng. Trương sư, muốn rèn luyện lô đỉnh này. Đúng vậy. Trương Huyền gật đầu. Cái này. Thấy bộ dáng đối phương nghé mới sinh không sợ cọp, Lâm Kiệt đại sư nhịn không được an ủi. Rèn luyện thánh khí trung phẩm, không chỉ cần thực lực, còn cần bảo hộ linh tính, cùng với phương pháp rèn luyện chính xác nhất, không cho phép có nửa chút qua loa. Nếu không, chẳng những không thể để cho đối phương tấn cấp, gây chuyện không tốt còn sẽ phá hư kết cấu bên trong, làm cho đẳng cấp hạ xuống. Loại thánh khí cấp bậc này, coi như là hắn. Muốn rèn luyện nhiều nhất chỉ có hai thành nắm chắc, một luyện khí sư lục tinh. Thực lực không bằng, cưỡng ép nấu lại binh khí, chẳng những không thể để cho đối phương tăng lên, gây chuyện không tốt còn sẽ rơi xuống, được không bù mất. Lão đầu, người có ý tứ gì? Thiếu chủ nhà của chúng ta, lần trước tùy tiện chỉ điểm một học đồ, để cho ta từ thánh khí hạ phẩm tấn cấp đến trung phẩm, cần ngươi tới giáo huấn. Trương Huyền còn chưa kịp nói chuyện, Kim Nguyên Đỉnh liền không vui nói. Từ khi sinh ra, nó bội phục nhất đúng là vị chủ nhân trước mắt này. Đối phương lại dám hoài nghi, không có trực tiếp tiến lên đánh đối phương đầu nở hoa, coi như là rất khắc chế rồi. Chỉ điểm học đồ. Tất cả mọi người sững sờ, có chút khó hiểu. Học đồ, là ngay cả phàm khí cũng rất khó luyện chế ra, chỉ điểm một chút, thánh khí hạ phẩm tấn cấp đến trung phẩm. Ngươi không nói lời nào, không ai bảo ngươi câm. Một cái tát quất vào trên nắp lò của Kim Nguyên Đỉnh. Để cho đối phương câm miệng, Trương Huyền quát lớn. Lần trước, sở dĩ Tống Chân có thể thuận lợi để cho đối phương tăng lên, là vì đối phương ở trên luyện khí tôi luyện rất nhiều năm, thực lực không kém luyện khí sư lục tinh không nói, ở trên thủ pháp luyện khí cũng đạt tới trình độ cực cao. Lúc này mới ở dưới chỉ điểm của mình, nhẹ nhõm hoàn thành. Đổi thành học đồ khác, khẳng định không được.
cơ duyên xảo hợp mà thôi, rất khó phục chế, không có gì đáng giá khoe khoang. Ta, Lô Đỉnh uốn éo người, cực kỳ ủy khuất. Ta nói là sự thật a, ngươi chính là tùy tiện chỉ điểm học đồ, để cho ta tấn cấp. Câm miệng, qua một bên. Thấy nó còn dám phản bác, Trương Huyền nhíu mày. Vâng, Kim Nguyên Đỉnh không dám nói nhảm nữa, thối lui đến một bên. Gia hỏa này tự do tản mạn đã quen, có chút vô lễ, để cho đại sư, hội trưởng chê cười. Nhìn về phía mọi người, Trương Huyền ngại ngùng. Chủ nhân nói chuyện, một lính khí loạn xen vào, không biết lớn nhỏ. Không có gì. Lâm Kiệt đại sư lắc đầu, trong mắt vẫn còn có chút kỳ quái. Mới vừa nói, Trương sư chỉ điểm học đồ luyện chế. Không biết là xảy ra chuyện gì. Không nói cũng được. Trương Huyền nói. Tới nơi này là muốn thăng cấp Kim Nguyên Đỉnh, nên điệu thấp một ít chuyện cũ mà thôi, giờ phút này lại nói ra, cũng không có ý tứ gì. Chương 2268, Lâm Kiệt đại sư. 2. Là ta lỗ mãng. Đối phương không muốn nói, còn tưởng rằng liên lụy đến bí mật gì, Lâm Kiệt đại sư không muốn hỏi nhiều. Sự tình không thể chần chờ, ta liền bắt đầu. Thấy không có gây nên hiểu lầm gì, Trương Huyền nhẹ nhàng thở ra, dừng lại một chút, nhìn về phía Sở Tường. Sở huynh, khả năng một lát nữa sẽ phiền toái ngươi thoáng một phát. Có chuyện gì, Trương sư phân phó là được, chỉ cần ta có thể làm, tuyệt sẽ không chối từ. Sở Tường mỉm cười. Không nói trước hai người nhận thức, chỉ nói vị trước mắt này xông đường thành công, trở thành đệ nhất danh sư của Thanh Nguyên đế quốc, vô luận giao hảo ra sao cũng không quá đáng. Là như vậy, binh khí này của ta, bị ta cưng chiều hỏng mất, ta xuất thủ luyện chế mà nói, khả năng bởi vì các loại cố kỵ, ngược lại khó có thể làm tốt. Vì vậy, muốn nhờ ngươi rèn luyện giúp ta. Dừng lại một chút, Trương Huyền nói. Cưng chiều. Kim Nguyên Đỉnh vắt hết óc, như thế nào cũng không nghĩ ra được, vị trước mắt này lúc nào cưng chiều qua nó. Bề ngoài giống như, mới vừa rồi còn rút một tát. Cái này, nghe được là chuyện này, lại càng hoảng sợ, Sở Tường cười khổ một tiếng, vội vàng khoát tay. Trương sư, không phải ta không muốn hỗ trợ, tu vi của ta ngay cả nguyên thần cảnh cũng không đến, mặc dù là luyện khí sư thất tinh, nhưng luyện chế thánh khí trung phẩm. Thật sự làm không được. Ngay cả Tần hội trưởng là luyện khí sư thất tinh đỉnh phong, cũng không thể luyện chế binh khí cấp bậc cao như vậy, hắn một cái vừa đạt tới luyện khí sư thất tinh. Thực để mắt hắn. Không cần khẩn trương, ta chỉ điểm ngươi luyện chế, chỉ cần nghiêm khắc dựa theo trình tự ta nói không kém chút nào làm là được. Trương Huyền nói. Sở Tường xoắn xuýt. Lô đỉnh của Trương sư chân quý như vậy, ta sợ xảy ra vấn đề. Không sao, một lát nữa, ta sẽ thi triển sư ngôn thiên thụ với ngươi. Nghiêm khắc dựa theo ta nói đi làm, xảy ra vấn đề, sẽ không trách ngươi. Biết rõ đối phương lo lắng cái gì, Trương Huyền cười cười. Ách, thấy đối phương nói như vậy, cự tuyệt nữa rõ ràng cho thấy xem thường, xoắn suýt một lát, Sở Tường đành phải nhẹ gật đầu. Vậy thì bắt đầu đi. Nhẹ nhàng cười cười, Trương Huyền quay đầu nhìn về phía Kim Nguyên Đỉnh, nhướng mày. Còn chưa cút đến bên địa hỏa. Kim Nguyên Đỉnh run rụt thoáng một phát. Còn nói cưng chiều ta, lòng tràn đầy ủy khuất, vội vàng bay đi. Cái này gọi là cưng chiều. Lâm Kiệt đại sư cùng Tần hội trưởng cũng một đầu hắc tuyến. Vừa nói quá cưng chiều binh khí của mình, thời điểm luyện chế không hạ thủ được, thật giống như thầy thuốc không muốn giải phẫu cho thân nhân. Kết quả thấy một màn như vậy, người đây là cưng chiều. Đi vào trước mặt trận pháp dẫn xuất địa hỏa, Trương Huyền nói với Sở Tường thoáng một phát. Người sau rõ ý tứ, hai bước đi vào trước mặt. Trương sư, đây là phù văn lệnh bài dẫn động địa hỏa. Thấy muốn tiến hành luyện khí, cổ tay của Tần hội trưởng khẽ đảo, lấy ra một cái lệnh bài. Địa hỏa bị trận pháp từ dưới đất hút ra, cần lệnh bài đặc thù mới có thể kích hoạt, nếu không thì nhìn không ra hỏa diễm. Đang định đưa tới, chợt nghe thanh niên cách đó không xa, thanh âm nhàn nhạt vang lên. Phía bên trái đi ba bước, đi về trước hai bước, lui về phía sau một bước, phải di chuyển một bước. Vận chuyển chân khí trong cơ thể, tập trung ở chân phải đạp xuống. Thanh âm mang theo ý vị đặc thù, Sở Tường không chần chờ chút nào, nghiêm khắc dựa theo lời của hắn hành động, bàn chân đạp mạnh mặt đất. Hừng hực, trận pháp hấp dẫn địa hỏa lập tức vận chuyển, một đoàn hỏa diễm nồng đậm phóng lên trời, bao phủ Kim Nguyên Đỉnh ở bên trong. Cái này, đồng tử của Tần hội trưởng co rụt lại, trong mắt tràn đầy không thể tin được. Không cần phù văn lệnh bài, đốt địa hỏa.
làm sao làm được? Độ nóng của địa hỏa cực cao, coi như là thánh vực tam tứ trọng, lâm vào trong đó cũng rất dễ dàng bị đốt thành cho bụi. Nguyên nhân chính là như thế, bình thường thời điểm trận pháp không vận chuyển, là không có hỏa diễm. Dựa theo tình huống bình thường, không có phù văn lệnh bài, muốn dẫn lửa ra, hầu như không có khả năng, nhưng vị trước mắt này chỉ điểm, lại nhẹ nhõm hoàn thành. Mặc dù tận mắt nhìn thấy, cũng khó mà tin được. Là nắm giữ trận pháp đến cực hạn mới có thể làm được. Vị trương sư này, có lẽ còn phụ tu trận pháp sư, hơn nữa chỉ sợ trình độ không thấp. Thấy biểu lộ của hắn, Lâm Kiệt đại sư gật đầu. Chỉ liếc nhìn, liền biết kết cấu của địa hỏa trận, hơn nữa nhẹ nhõm dẫn xuất hỏa diễm, lý giải đối với trận pháp, coi như ở tiềm trùng đế quốc bọn hắn, cũng là nhân vật đầu lĩnh. Đúng vậy à. Tần hội trưởng cũng tỉnh táo lại. Xem trình độ luyện khí của hắn đi, tuy danh sư có sư môn thiên thụ, nhưng chỉ điểm người khác luyện khí. Hơn nữa lại để cho một người chưa bao giờ phối hợp qua, rèn luyện thánh khí trung phẩm, độ khó rất lớn. Lắc đầu, Lâm Kiệt đại sư không quá tin tưởng. Song phương phối hợp qua vô số lần, rất có ăn ý thì thôi. Trong hiện thực cũng có luyện khí như thế. Nhưng thực lực, trình độ chân khí, thủ pháp luyện khí của đối phương đều không biết. Liên chỉ điểm đối phương rèn luyện thánh khí trung phẩm vượt qua thực lực bản thân. Dùng ánh mắt của hắn đến xem, có thể nói là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Vị trương sư này, trực tiếp làm như vậy, là tâm lớn, hay muốn chỉnh cái lô đỉnh kia đến chết? Lần nữa nhìn về phía Kim Nguyên đỉnh, trong mắt tràn đầy đồng tình. Đây không phải cương triều. Như thế nào, giống muốn lộng chết nó thế nhỉ? Chương 2269, sở tường luyện khí. 1. Được rồi, chuẩn bị công cụ cho tốt, bắt đầu đi. Đốt địa hỏa xong, thấy Sở Tường hoảng sợ, có chút ngẩn người, Trương Huyền nhíu mày nói. Vâng, có thể trẻ tuổi như vậy thì đến được thánh vực tam trọng, càng là luyện khí sư thất tinh, biểu hiện ra quần áo lụa là, trên thực tế không đơn giản chút nào. Hít sâu một hơi, rất nhanh tĩnh hạ tâm thần. Tiểu tử, ngươi yên tâm, không phải ca thổi với ngươi, nhưng ngươi nghiêm khắc dựa theo chủ nhân nói đi làm. Đỉnh ra ta một chút việc cũng không có, cấp bậc còn sẽ tăng nhiều. Thấy Sở Tường bó tay bó chân, Kim Nguyên đỉnh cười to một tiếng. Nghe nói như thế, Lâm Kiệt đại sư cùng Tần hội trưởng liếc mắt nhìn nhau, tràn đầy lo lắng. Cái lô đỉnh này rút cuộc là tâm lớn, hay suy nghĩ có vấn đề? Luyện chế như vậy, rất cấp là việc nhỏ, trọng yếu nhất là ý niệm của ngươi cũng có thể sẽ bị giết chết. Thật sự một chút lo lắng cũng không có. Vâng. Sở Tường lên tiếng, quay đầu nhìn qua. Trương sư, không biết phải dung hợp khoáng thạch gì. Đây. Ngón tay búng ra, một tảng đá bay tới. Cái này. Đồng tử co rụt lại, Sở Tường lung lay lần nữa. Kim tinh huyền thạch. Kim tinh huyền thạch vô cùng quý giá, dung hợp một chút, có thể để cho uy lực của binh khí đại tăng. Coi như là ở Phong Hào đế quốc, cũng thuộc về khoáng thạch rất hiếm, nằm mơ cũng không nghĩ đến, đối phương tiện tay lấy ra. Thứ này rất khó hòa tan a. Tần hội trưởng nhíu mày. Cho dù kim tinh huyền thạch rất ít ỏi, nhưng thân là hội trưởng luyện khí sư công hội, vẫn có đường tắt lấy được một ít, nhưng thứ này rất khó hòa tan, coi như là địa hỏa trong đại sảnh, muốn tan ra cũng đều cần tiêu phí thật lớn. Hóa không ra, làm sao hòa vào trong binh khí, tăng lên phẩm chất. Địa hỏa ở tiềm trùng đế quốc, muốn hòa tan không khó lắm, nhưng nơi này. Lâm Kiệt đại sư lắc đầu. Mặc dù địa hỏa ở luyện khí sảnh độ nóng cao nhất, nhưng so sánh với tiềm trùng đế quốc còn kém một ít, muốn luyện hóa kim tinh huyền thạch, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Đang hiếu kỳ, đối phương làm sao hòa tan, chợt nghe thanh niên phân phó một tiếng, tiếp theo liền thấy Kim Nguyên đỉnh mở ra, trực tiếp nuốt khoáng thạch. Cái này, Lâm Kiệt đại sư vỗ đùi, trong mắt tỏa ánh sáng. Sao ta không nghĩ tới chứ, lô đỉnh muốn luyện chế này, là khí đỉnh, mặc dù độ nóng của địa hỏa có hạn. Nhưng mượn nhờ lực lượng thánh khí trung phẩm của nó, sẽ trở nên càng thêm nóng. Một mình hòa tan mà nói rất khó, nhưng đặt ở trong đó liền rất dễ dàng rồi, chỉ là... Chỉ là cái gì? Chỉ là như vậy có thể hòa tan kim tinh huyền thạch, nhưng cũng có thiếu sót, đó chính là thần thức không cách nào đi vào, dò xét không thấy đến cùng lúc nào triệt để hòa tan, thời gian sớm, thời gian chậm, đối với luyện chế binh khí đều có ảnh hưởng rất lớn. Lâm Kiệt đại sư nói... Địa hỏa thiêu cháy cộng thêm lô đỉnh gia trì, độ nóng trong lô đỉnh ngay cả kim tinh huyền thạch cũng có thể hòa tan, thần thức đi vào trong đó mà nói, tất nhiên cũng bị tổn thương. Vào không được,
sẽ không có biện pháp xác định trạng thái. Đối với khoáng thạch phẩm chất cao như kim tinh huyền thạch, rèn luyện binh khí, dùng lửa thời gian dài ngắn có ảnh hưởng rất lớn, có đôi khi kém một hai cái hô hấp, thì có thể dẫn đến thất bại. Không sai, không chỉ như thế, cái lô đỉnh này một mực ở trong địa hỏa, một khi thời gian sai lầm, khoáng thạch bị lãng phí không nói, gây chuyện không tốt cũng sẽ mất đi kết cấu lúc trước, cấp bậc rớt xuống rất nhiều. Tần hội trưởng cũng hiểu được. Cái lô đỉnh này, bản thân chính là rất nhiều khoáng thạch, kim loại dung hợp thành, đã đạt đến một loại cân bằng đặc thù, này mới khiến nó đạt tới thánh khí trung phẩm. Giờ phút này, địa hỏa liên tục thiêu cháy, sự cân bằng này rất dễ dàng đánh vỡ, hơn nữa khoáng thạch không biết lúc nào có thể hòa tan. Luyện chế như thế, cho dù giải quyết xong vấn đề độ nóng của địa hỏa chưa đủ, độ khó lại lần nữa gia tăng lên gấp bội. Hai người đang lo lắng, chợt nghe thanh âm nhàn nhạt của thanh niên tiếp tục vang lên. Về phía trước hai bước, chân khí quán thâu hướng đông bắc, dùng tam diệp luyện khí pháp, lấy nó khai lò. Thanh âm mang theo vận luật đặc thù của sư ngôn thiên thụ, không chần chờ cùng do dự, như mệnh lệnh quân nhân, ngắn gọn hữu lực. Nghe được hắn nói, Sở Tường tuân thủ một cách nghiêm chỉnh, di động hai bước, ngón tay điểm ra. Dầm ào ào. Nắp lò mở ra, một đoàn chất lỏng màu vàng kim óng ánh bay ra, lơ lửng ở trên không trung. Hòa tan. Hơn nữa là vừa mới hòa tan, sai số không cao hơn 1/10 cái hô hấp, cái này. Đồng tử co rụt lại, tần hội trưởng không thể tin được. Chương 2270, Sở Tường luyện khí. 2. Vừa nói nắm chắc thời gian khó khăn, đối phương liền xác định, hơn nữa không sai chút nào. Làm sao làm được? Là kết hợp địa hỏa trận, Sở Tường tiến lên, di động kết cấu của trận pháp, chân khí rót vào phía đông bắc. Để cho độ nóng của hỏa diễm trong nháy mắt lên cao, ngay sau đó sử dụng tam diệp luyện khí pháp. Bộ thủ pháp này ngươi nên biết, chỉ một cái nhanh hơn một cái, lực lượng hung mãnh không nói, quan trọng là có thể áp hỏa diễm xúc, độ nóng càng thêm tập trung. Kết hợp với trận pháp cải biến, lúc này mới trong nháy mắt hòa tan kim tinh huyền thạch. Phương pháp luyện khí này, năng lực tính toán này, quá chính xác rồi, thật đáng sợ. Lâm Kiệt đại sư hiểu được, nắm đấm siết chặt. Vừa rồi mặc dù chỉ một câu ngắn ngủn, nhưng trong đó liên lụy nhiều phương diện như nắm giữ trận pháp, độ nóng địa hỏa, điểm nóng chảy của khoáng thạch, thuộc tính chân khí, thậm chí thủ pháp luyện khí. Chỉ có cực kỳ rõ ràng, mới có thể làm ra tình huống như bây giờ. Đừng nói luyện khí sư lục tinh, coi như là hắn, chuẩn bát tinh, muốn hoàn thành cũng làm không được. Trong chớp nhoáng này tính toán ra số lượng, thật sự quá kinh khủng. Trái di chuyển ba tấc, tay giơ lên luyện khí chùy. Đập nện miệng lô đỉnh, dùng thủ pháp diệp trụy lạc, rèn 148 cái, ba hô hấp một búa, không thể nhiều, không thể thiếu, tốc độ đều đặn tiến hành, sau đó. Thanh niên nói tiếp. Ngay sau đó, chợt nghe tiếng đánh đinh đinh đang đang. Hay, thật khéo. Xem một lát, Lâm Kiệt đại sư kinh hô. Đại sư, tần hội trưởng có chút khó hiểu. Thực lực của ngươi không tới, không nhìn ra vấn đề ở đâu. Thủ pháp liễu diệp trụy lạc. Là thủ pháp luyện khí bình thường nhất, nghe không coi vào đâu, như lá liễu rơi xuống đất, chậm chạp đều đều. Nhưng mà dùng ở chỗ này, liền quá khéo. Cái lô đỉnh này, vừa mới bị địa hỏa thiêu cháy, đã có xu thế hòa tan, lúc này dùng thủ pháp quá nhanh, quá mạnh, sẽ để cho trong đối phương sinh ra vết rách. Loại vết rách này không lớn, lại sẽ để cho phẩm chất của đối phương giảm xuống, nhưng dùng loại thủ pháp này, sẽ không xuất hiện vấn đề đó, thậm chí còn có thể làm cho tính chất càng thêm kín đáo. Thực lực gia tăng lần nữa. Trong mắt Lâm Kiệt đỏ hoe. Thanh niên trước mắt kia chỉ điểm, hóa mục nát thành thần kỳ, dùng chính là thủ pháp rèn luyện đơn giản nhất, lại làm cho toàn bộ lô đỉnh dung hợp kim tinh huyền thạch tốt hơn. Đinh đinh đang đang. Sở Tường đánh 148 cái, đánh xong, ngay sau đó ở dưới Trương Huyền phân phó, thiết chùy chuyển một cái, đánh tới chân vạc. Vì sao không đánh thân đỉnh? Đánh chân vạc làm gì? Tần hội trưởng khó hiểu như trước. Dựa theo tình huống bình thường, rèn luyện một kiện binh khí, theo như trình tự gõ, mới có thể càng thêm củng cố, vừa gõ miệng đỉnh xong, trực tiếp gõ chân. Khoảng cách có chút quá lớn đi. Cái này, Lâm Kiệt đại sư cũng nhíu mày, nghĩ không rõ. Ô, đang kỳ quái, chợt nghe lô đỉnh trước mắt đột nhiên phát ra sóng âm trầm lắng, tựa như sóng biển. Đây là, ta hiểu được. Nghe thế, Lâm Kiệt đại sư bừng tỉnh đại ngộ. Tần hội trưởng vội vàng nhìn qua. Đây là triều tịch luyện khí pháp, nghe nói là một vị luyện khí sư bát tinh,
nghe được thanh âm triều tịch, sáng chế ra thủ pháp này, đánh xong miệng đỉnh, sau đó là chân, cả hai cách nhau xa nhất, thời điểm va chạm sẽ sinh ra một loại đồng cảm đặc thù, như là triều tịch. Bởi như vậy, kim tinh huyền thạch ở trên thân đỉnh, coi như không cần rèn luyện, cũng có thể triệt để dung hợp, thậm chí không phá hư kết cấu lúc trước, chất lượng càng tốt hơn, mấu chốt nhất là, trải qua loại triều tịch này chấn động, linh tính trong đó cũng sẽ được tinh luyện, trở nên càng cường đại hơn. Thật lợi hại, thật lợi hại, làm sao hắn nghĩ ra được? Càng nói càng cảm thấy ngạc nhiên, Lâm Kiệt đại sư cảm giác mình có chút phản ứng không kịp rồi. Triều tịch luyện khí pháp, cực kỳ ít gặp, coi như là hắn cũng không có dùng qua, nằm mơ cũng không nghĩ đến, lại có thể thấy người thi triển ở nơi đây. Thủ pháp luyện khí rất nhiều, nhưng dùng phù hợp, chẳng những có thể để cho các loại kim loại dung hợp tốt hơn, thậm chí đối với linh tính trong đó cũng có ích lợi rất lớn. Rất nhiều người mượn nhờ khoáng thạch tốt tăng lên chất lượng của binh khí là kiên cố vững chắc hơn, tính bền dẻo càng đủ, nhưng linh tính trong đó không có gia tăng quá lớn. Thật giống như nghé con kéo xe ngựa, đối với thực lực chỉnh thể của binh khí mà nói, chưa chắc là chuyện tốt. Vị trước mắt này, ở thời khắc mấu chốt sử dụng triều tịch luyện khí pháp, vừa vặn giải quyết vấn đề này. Không chỉ binh khí tiến bộ lớn, linh tính cũng nhận được gia tăng. Nhất cử lưỡng tiện. Chỉ điểm người khác luyện khí, còn có thể cân nhắc đến điểm ấy. Phải nắm giữ luyện khí đến trình độ gì mới có thể làm được. Lúc trước, hắn còn cảm thấy đối phương chỉ điểm người khác xuất thủ luyện khí, muốn thành công rất khó, hiện tại xem ra. 8-9 phần 10 có thể thành công. Đối phương lý giải luyện khí, cao hơn hắn thật sự nhiều lắm. Căn bản không ở một cấp bậc. Lại nhìn một lát, càng xem càng kinh ngạc. Vị trương sư này chỉ điểm, mỗi một bước đều chính xác cùng kín đáo, không có chút sơ suất cùng sai lầm nào, mặc dù xuất thủ không phải mình, như trước tính toán rõ ràng thực lực, thuộc tính chân khí của đối phương. Vừa mới bắt đầu, phương pháp đối phương rèn luyện, còn có thể xem hiểu, kèm theo thời gian chuyển rời, lại có thật nhiều chỗ hắn cũng không thể giải thích vì sao. Cẩn thận suy tư, có thể hiểu rõ, nhưng thời điểm này, đối phương lại thi triển không biết bao nhiêu thủ pháp, quả thực khiến người ta hoa mắt không kịp nhìn. Không biết qua bao lâu, một tiếng nổ vang kịch liệt, sở tường ở dưới trương sư phân phó, lui về phía sau mấy bước. Ầm ầm. Ngay sau đó, tất cả mọi người ở luyện khí sảnh cảm thấy một đạo khí tức huy hoàng bay thẳng lên, bầu trời âm trầm xuống. Là xuất khiếu kiếp. Thân thể siết chặt, tất cả mọi người biến sắc. Chương 2271, xuất khiếu kiếp 1. Thánh vực ngũ trọng xuất khiếu cảnh, nguyên thần ly thể, muốn trở nên càng thêm cường đại, nhất định phải trải qua xuất khiếu kiếp. Cho dù vũ khí đạt tới xuất khiếu cảnh, linh tính cũng không ngưng tụ được nguyên thần, thoát ly ràng buộc, có điều lại có thể biến hóa ra hai chân, đi lại giống như người, linh hoạt hơn trước kia rất nhiều. Cái lô đỉnh trước mắt này, vốn đạt đến nửa bước xuất khiếu, giờ phút này dung hợp kim tinh huyền thạch, quả nhiên một lần đột phá ràng buộc, đưa tới xuất khiếu kiếp. Mây đen càng lúc càng lớn, vén lên nóc phòng, bụi bặm tung bay, lộ ra bầu trời bên ngoài. Trong căn phòng có rất nhiều luyện khí sư, lần thứ nhất nhìn thấy luyện chế vũ khí đạt tới xuất khiếu, tất cả đều kích động run rẩy, không có một cái rời đi. Răng rắc, lôi đình nổ vang, vô số tia chớp màu xanh lam vướng víu, tựa hồ muốn xé rách không khí. Cái lô đỉnh này, làm sao chưa rèn luyện, liền đưa tới. Xuất khiếu kiếp, Tần hội trưởng khó tin. Luyện chế vũ khí, có 3 bước, thứ nhất hòa tan kim loại, khoáng thạch, thứ hai rèn luyện khí thai, thứ ba tôi thép. Đối với luyện khí sư lợi hại, hai cái trước đều không khó, khó nắm giữ nhất là cái thứ ba. Rất nhiều vũ khí, chất liệu có thể hoàn mỹ dung hợp hay không, có thể để cho phẩm chất tiến thêm một bước hay không, liền nhìn luyện khí sư tôi thép. Trước kia rất nhiều thủ pháp, rất nhiều hắn đều xem không hiểu, vốn cho rằng tôi thép sau cùng, có thể để cho mình mở rộng tầm mắt, chân chính kiến thức đến trình độ của luyện khí sư lợi hại, nằm mơ cũng không có nghĩ đến. Còn chưa kịp rèn luyện. Liền đưa tới xuất khiếu kiếp. Không phải không rèn luyện, mà là đang định rèn luyện. Yết hầu của Lâm Kiệt đại sư phát khô. Đang định, đại sư ý là dùng lôi đình rèn luyện. Con người co rụt lại, Tần hội trưởng ý thức được cái gì, thân thể cứng đờ. Không sai, hắn định dùng lôi đình tôi thép. Lâm Kiệt đại sư gật đầu. Xuất khiếu kiếp, hung mãnh cuồng bạo, cường giả xuất khiếu cảnh chân chính cũng rất khó chống lại. Để một vũ khí vừa mới tấn cấp mượn nhờ thứ này. Tần hội trưởng cảm thấy không phải mình điên rồi, mà là trương sư kia điên rồi. Xuất khiếu kiếp, là lôi đình,
vô cùng hung mãnh, rất nhiều cường giả xuất khiếu cảnh cũng e ngại, không dám đón đỡ. Danh sư Đường Cẩu Đường chủ, đã sớm đột phá cảnh giới, lại ngay cả một đạo lôi kiếp cũng không dám tiếp, cũng là bởi vì tuổi già sức yếu, cảm thấy không chịu nổi, hơi không cẩn thận sẽ hồn phi phách tán. Đồ vật khủng bố như thế, mọi người tránh còn không kịp, cái tên này. Vậy mà dùng để tôi thép, nói cách khác, hấp thu lực lượng sấm sét vào vũ khí. Lá gan quá lớn đi. Hơi không cẩn thận, tất cả cố gắng trước đó sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát còn không có gì. Mấu chốt nhất là, vô cùng có khả năng không chịu nổi, nổ tung tại chỗ. Vũ khí xuất khiếu cảnh đột nhiên nổ tung, tương đương với loại cường giả cấp bậc này tự bạo. Làm không cẩn thận toàn bộ phân bộ của bọn họ sẽ bị xóa sổ. Hoàn toàn xóa tên khỏi danh sư đại lục. Mọi người nhanh lui về phía sau, lệnh tất cả mọi người rời khỏi. Nhịn không được nữa, vội vàng lớn tiếng phân phó. Toàn bộ luyện khí sư thất tinh của Thanh Nguyên Thành đều hội tụ ở đây, định nghe Lâm Kiệt Đại sư giảng bài, thật muốn bị nổ chết, sẽ thật sự hoàn toàn kết thúc rồi. Vâng, trốn. Nhanh đi mời người danh sư Đường tới. Không khống chế được, rất có thể sinh linh đổ thán. Rất nhiều luyện khí sư cũng ý thức được nguy hiểm, từng cái vẻ mặt trắng bệch, vội vã lao ra ngoài. Rất nhanh trong phòng chỉ còn lại có Trương Huyền, Lâm Kiệt Đại sư, Tần hội trưởng cùng Sở Tường. Thời khắc này Sở Tường cũng bị dọa đến vẻ mặt trắng bệch, không ngừng run rẩy, vội vàng nhìn về phía Trương sư cách đó không xa đang chỉ điểm hắn, lại thấy hai tay đối phương chắp sau lưng, nhìn lên lôi đình trên bầu trời, chẳng những không có một chút e ngại, ngược lại mang theo hưng phấn nồng đậm. Trương sư nuốt ngụm nước bọt, hô lên. Không cần lo lắng, xuất khiếu kiếp mà thôi, Kim Nguyên đỉnh có thể vượt qua. Biết đối phương lo lắng cái gì, Trương Huyền nhẹ nhàng cười một tiếng. Rèn luyện bình thường, cho dù cũng có thể phát huy lực lượng của Kim Tinh Huyền Thạch, nhưng uy lực khẳng định kém xa lôi đình rèn luyện, làm như vậy, không chỉ có thể để tất cả tài liệu hoàn mỹ dung hợp, quan trọng hơn còn có thể làm cho cả lô đỉnh mang theo lực lượng sấm sét, cùng cường giả xuất khiếu cảnh khác giao chiến, chiếm ưu thế cực lớn. Răng rắc. Thời điểm mọi người khiếp sợ, đạo lôi điện thứ nhất đã bổ xuống. Rơi vào trên người Kim Nguyên Đỉnh, bị nhẹ nhõm hấp thu, không có gây nên bất kỳ gợn sóng nào, ngược lại để ánh sáng lộng lẫy trở nên càng thêm lóa mắt, như phẩm chất càng kiên cố hơn. Cái này, Lâm Kiệt Đại sư có chút không dám tin tưởng. Bản thân lô đỉnh này là thánh khí trung phẩm, giờ phút này lại dung hợp Kim Tinh Huyền Thạch, có thể chống lại đạo lôi kiếp thứ nhất không tính là gì. Nhưng linh tính trong đó làm sao một chút việc cũng không có. Linh tính giống như vu hồn, thuần âm, e ngại nhất là lôi đình. Hút lôi điện vào binh khí rèn luyện, linh tính tự nhiên sẽ bị công kích. Làm không cẩn thận sẽ bị chôn vùi. Nhưng linh tính của lô đỉnh này một chút việc cũng không có, ngược lại khống chế đỉnh lô, vặn vẹo ở trên không trung, một bộ tiểu nhân đắc chí. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Linh tính của Kim Nguyên Đỉnh, trải qua một lần lôi đình xung kích. Linh tính đã lột xác, cho dù lôi đình của xuất khiếu kiếp không yếu, nhưng cũng rất khó làm bị thương đối phương. Thấy vị đại sư này sắp làm chuyện điên rồ, Trương Huyền lắc đầu, giải thích một câu. Ở lôi đình chi hải, Kim Nguyên Đỉnh vì cứu người, linh tính bị lôi điện đánh cho ngủ say, kinh nghiệm khi đó, so với giờ phút này còn cường đại hơn mấy chục lần. Trận pháp cấp 8, cho dù không có người chủ trì, uy lực cũng không phải xuất khiếu kiếp có thể so sánh được. Chương 2272, xuất khiếu kiếp 2. Nguyên nhân chính là như vậy, Trương Huyền mới dám dùng lôi điện tôi thép. Trải qua lôi đình, giờ mới hiểu được, Lâm Kiệt Đại sư thở phào nhẹ nhõm, có điều lập tức lộ ra vẻ lo lắng. Xuất khiếu cảnh chia làm sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong, đối ứng bốn đạo lôi kiếp, không biết. Kim Nguyên Đỉnh này, có thể đạt tới cảnh giới gì? Cường giả xuất khiếu cảnh bình thường, đạt tới sơ kỳ. Kinh nghiệm sơ kiếp, chỉ có một tia chớp, mặc dù khó có thể chịu đựng, nhưng chỉ cần chống đỡ được, nguyên thần củng cố thương thế, sẽ trở nên càng thêm cường đại, sau này ở trong lôi kiếp, lại trải qua sẽ đơn giản hơn không ít. Sơ kỳ đến trung kỳ, rất nhiều người đều tu luyện mấy chục năm, trên trăm năm, như vậy mới có đầy đủ thời gian, để nguyên thần củng cố vết thương do lôi đình mang tới. Vũ khí khác biệt. Một lần tấn cấp quá nhiều, trực tiếp đạt đến xuất khiếu đỉnh phong mà nói. Sẽ dẫn tới bốn đạo lôi kiếp, sơ, trung, hậu, đỉnh phong. Bốn đạo lôi kiếp chung một chỗ tới, linh tính không được khôi phục, vô cùng có khả năng không chịu nổi, sụp đổ. Phương pháp luyện khí của Sở Tường còn yếu chút, cho dù phối hợp không tệ,
vẫn như cũ không có đạt tới xuất khiếu cảnh đỉnh phong, hẳn là hậu kỳ. Tính toán một chút, Trương Huyền nói. Mặc dù kim tinh huyền thạch thưa thớt, hơn nữa đối vũ khí có bổ ích rất lớn, nhưng trước kia chất liệu của kim nguyên đỉnh quá yếu, lại thêm phương pháp luyện khí của Sở Tường hơi yếu. Cho dù có hắn chỉ điểm không có xuất hiện bất kỳ sai lầm, nhưng đạt tới xuất khiếu cảnh hậu kỳ đã là cực hạn. Bất quá, chớ xem thường cảnh giới này. Tu vi đạt tới thánh vực ngũ trọng, mỗi một tiểu cấp, đều khó hơn lên trời, vây khốn không biết bao nhiêu người. Thực lực của xuất khiếu cảnh hậu kỳ, cộng thêm trải qua lôi điện rèn luyện, xuất khiếu cảnh đỉnh phong bình thường cũng chưa chắc có thể là đối thủ. Loại thực lực này, đừng nói thanh nguyên phong hào đế quốc, e là cho dù ở tiềm xung phong hào đế quốc, cũng được cho đứng đầu nhất. Xuất khiếu cảnh hậu kỳ, cần trải qua ba đạo lôi kiếp, chỉ sợ rất khó. Khóe miệng co quắp một cái, khuôn mặt Lâm Kiệt đại sư cực kỳ lo lắng. Một lần đạt tới hậu kỳ, cần trải qua sơ kiếp, trung kiếp cùng hậu kiếp, ba đạo lôi điện, một đạo đáng sợ hơn một đạo, muốn thông qua. Khó như lên trời. Ta biết. Trương Huyền gật đầu. Bất quá, ta tin tưởng Kim Nguyên Đỉnh có thể thành công. Một lần vượt qua ba đạo lôi kiếp, rất khó, bất quá. Chỉ có kháng qua, mới coi như chân chính thành công rèn luyện, thực lực tăng nhiều. Không trải qua mưa gió làm sao có thể thấy cầu vồng. Cho dù Kim Nguyên Đỉnh thoạt nhìn có chút không đáng tin cậy, nhưng dù sao cũng là linh tính sống không biết bao nhiêu năm, được không biết bao nhiêu người của danh sư học viện tẩm bổ, nắm giữ ý niệm cùng tinh thần của danh sư, nhất định có thể tiếp tục kiên trì. Nếu không, ban đầu ở Lôi Đình Chi Hải, cũng không phải ngủ say, mà là trực tiếp tử vong. Oanh! Thời điểm nói chuyện, đạo lôi điện thứ hai lần nữa rơi xuống. Lần này so với vừa rồi càng thêm hung mãnh, còn chưa tới trước mặt, không khí tựa như bị sấm sét xé rách cháy đen, bất cứ lúc nào cũng sẽ nứt ra. Răng rắc! Lôi đình rơi vào trên người Kim Nguyên Đỉnh, để hắn run rụt lại, thân hình bay ở trên không cũng không vững vàng, trực tiếp rơi trên mặt đất, đập ra một cái hố to. Thoạt nhìn chật vật, nhưng vẫn kiên trì chịu đựng. Ầm ầm! Đạo thứ hai kết thúc, không chờ đối phương phản ứng, đạo lôi đình thứ ba đổ xuống. Đạo này càng thêm cường đại, điện mang màu xanh đậm, to chừng vại nước, bổ về phía Kim Nguyên Đỉnh. Không tốt. So với trong tưởng tượng thì lớn hơn nhiều, có khả năng không kiên trì nổi. Nhìn thấy uy thế của lôi điện, Trương Huyền không còn bình tĩnh như trước đó, vẻ mặt căng thẳng. Mặc dù hắn tin tưởng Kim Nguyên Đỉnh, nhưng lôi đình trước mắt thực sự quá đáng sợ, thật muốn trùng kích đến, làm không cẩn thận, sẽ hồn phi phách tán tại chỗ, linh tính biến mất. Kim Nguyên Đỉnh, thôn vệ địa hỏa, lấy hỏa đối lôi. Biết chỉ bằng vào đối phương, khẳng định chống không được, Trương Huyền vội vàng hô, đồng thời lật tay một cái, một đống trận kỳ xuất hiện. Giơ tay lên bắn ra. Siêu 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 siêu. Trận kỳ rơi vào bốn phía Kim Nguyên Đỉnh, lập tức tạo thành một trận pháp kích hoạt địa hỏa. Lôi đình to lớn, mạnh mẽ chống đỡ là khẳng định không kháng nổi, đã như vậy, liền lấy mạnh đụng mạnh. Dùng địa hỏa đối kháng lôi điện. Hừng hực. Trận pháp dẫn động, địa hỏa cuộn trào mãnh liệt, lập tức bị trận pháp rút ra, hình thành ngọn lửa màu tím sậm. Kim Nguyên Đỉnh cũng biết đến thời khắc sống còn, giãy giụa từ trong hố bò lên, mở nắp lò ra khẽ hấp. Rầm. Hỏa diễm lập tức đi vào trong đỉnh lô, tạo thành một hỏa long to lớn. Hỏa long phun ra ngoài, cùng lôi điện xung kích chung một chỗ. Oanh! Đất xung núi chuyển, hai cổ lực lượng khổng lồ hình thành sóng xung kích tán giật, thời gian nháy mắt, toàn bộ kiến trúc của luyện khí sư sụp không biết bao nhiêu. Công hội của ta! Con mắt nhảy một cái, Tần hội trưởng khóc. Ngươi đã nói không xông đường, ta mới để ngươi luyện khí. Biến thành như vậy, về sau ta làm sao đối mặt liệt tổ liệt tông? Chương 2273, Ngọc Phi Nhi kiên trì cùng kiêu ngạo một. Hô! Đạo lôi đình thứ ba biến mất, mây đen trên trời giống như hoàn thành nhiệm vụ, chậm rãi tiêu tán, Kim Nguyên Đỉnh cũng thở phào nhẹ nhõm, sụi lơ ngồi dưới đất, như một bãi bùn nhão. Đạt tới xuất khiếu cảnh, nó đã không giống trước đó, loại hình chân vạc không cách nào nhúc nhích, đã giống như người, có thể làm ra hoạt động đơn giản, thậm chí đi lại. Đi tới trước mặt. Bàn tay của Trương Huyền chạm lên người nó một cái, lập tức thở phào nhẹ nhõm. Tên này liên tục trải qua ba đạo lôi kiếp, mặc dù kiệt sức, nhưng linh tính còn không có chịu đến tổn thương quá lớn, chỉ cần yên tĩnh tu dưỡng, có lẽ ba tháng thời gian liền hoàn toàn khôi phục. Đương nhiên, sử dụng bảo vật khôi phục linh tính đặc thù, có thể để cho tốc độ khôi phục tăng nhanh hơn không ít. Ngươi về Thiên Nghĩ Phong xào trước,
tới dưới bồ đề thụ tu luyện. Trương Huyền dặn dò một tiếng. Trong thiên nghĩ phong xào có thánh vực bồ đề thụ, thứ này có công hiệu cực lớn với linh hồn, linh tính của kim nguyên đỉnh bị hao tổn, để nó trợ giúp, xem như đúng bệnh hốt thuốc. Vâng, biết tình huống của mình, kim nguyên đỉnh không nói thêm lời, thân thể nhoáng một cái biến mất ở trước mắt mọi người. Trương Huyền xoay người lại, nhìn về phía Sở Tường. Đa tạ Sở huynh giúp ta rèn luyện, những quáng thạch này, coi như thù lao của ngươi. Lúc trước từ trong tay Sở Thiên Hành, nhận được không ít khoáng thạch, vừa rồi thời điểm rèn luyện kim nguyên đỉnh, trừ kim tinh huyền thạch, cho dù cũng dùng không ít, nhưng vẫn còn thừa một bộ phận rất lớn, đối phương giúp mình một tay, vô luận như thế nào cũng phải bày tỏ một chút. Không cần, trải qua lần luyện khí này, ta đối với luyện khí có lĩnh ngộ mới, đã vô cùng cảm kích. Sở Tường vội vàng xua tay. Cơ hội luyện khí lần này, đối với hắn mà nói, là tôi luyện rất lớn, chỉ chỗ tốt này, liền càng trực tiếp hơn khoáng thạch, bảo vật. Cũng được. Thấy đối phương khăng khăng không muốn, Trương Huyền cũng lười kiên trì. Gia hỏa này nhìn người khiêu vũ liền có thể lấy ra một viên tinh nguyên thượng phẩm, vừa nhìn liền biết thân thế không kém, một chút khoáng thạch mà thôi, đối với hắn mà nói, quả thực không quá quan trọng. Cái này, Tần hội trưởng, thật không tiện. Luyện khí sư công hội biến thành như vậy. Giải quyết xong Sở Tường, đi tới trước mặt Tần hội trưởng. Phát sinh nổ lớn, cũng là hắn không ngờ tới, lúc đầu đối phương cho hắn mượn chỗ luyện khí, là xuất phát từ hảo tâm, hiện tại làm toàn bộ công hội thành phế tích, thực sự băn khoăn. May mắn, không có nhân viên thương vong, nếu không thật sự muôn lần chết khó chuộc tội lỗi. Như vậy đi, ta để người danh sư đường tới giúp ngươi xây dựng lại. Tràn đầy lúng túng nói. Vậy làm phiền Trương sư. Tần hội trưởng thở phào nhẹ nhõm. Danh sư đường xuất thủ, hẳn là không cần một ngày, những kiến trúc sụp đổ này liền có thể khôi phục như lúc ban đầu, thậm chí so với trước kia càng tốt hơn, như vậy mà nói, xem như trong họa được phúc. Trương Huyền gật gật đầu, nói chuyện này cho Ngô sư, để hắn phái người tới, bản thân lại lần nữa nhìn về phía Lâm Kiệt đại sư. Thật không tiện, chậm trễ đại sư giảng bài, người tiếp tục đi. Ta cáo từ trước. Khóe miệng Lâm Kiệt đại sư giật một cái. Tất cả luyện khí sư đều chạy, ta giảng bài cho ai? Lại nói, nhìn thấy phương pháp luyện khí tinh diệu như vậy, ta lại giảng giải một chút kỹ thuật cấp thấp. Cho dù không bị người khác xem thường, cũng xấu hổ nói không nên lời a hát. Sớm biết liền không đáp ứng giảng bài. Danh sư đường có một đại năng như vậy, còn để cho mình tới. Suy nghĩ một chút liền tổn thương không thôi. Không để ý tới hai người u sầu, phất tay cáo từ, Trương Huyền cũng không trực tiếp về danh sư đường, mà bay ra Thanh Nguyên Thành, đi tới nhà gỗ mà trước đó Thanh Điền Hoàng bắt giữ hắn. Nơi này cực kỳ yên tĩnh, ít ai lui tới, vừa vặn có thể giải quyết vấn đề của ngoan nhân. Hô! Điểm về phía trước, thiên đạo chi thư xuất hiện ở trước mắt, hít sâu một hơi, bàn tay Trương Huyền chảo một cái. Rầm! Trái tim cùng ngón tay in ở phía trên chậm rãi lơ lửng. Trước đó thực lực của mình không đủ, một mực trấn áp đối phương ở trên thiên đạo chi thư, chưa hề thả ra qua, hiện tại ý định để hắn thoát ly, trải qua lôi kiếp. Dù sao đối phương đã hiến tế linh hồn, cũng không sợ phản bội. Xì xì xì, thoát ly thiên đạo chi thư, tựa như thoát ly gông xiềng, trái tim cùng ngón tay, lập tức phóng ra sát lục chi khí nồng đậm, toàn bộ nhà gỗ giống như bị nước biển rót đầy, lực lượng bắn ra bốn phía, khí tức kinh người. Tốt rồi. Nắm chặt thời gian luyện hóa vu hồn của Thanh Điền Hoàng, tăng thực lực lên, nếu không, gặp được ngoan nhân ở đầm lầy Tề Bắc, ta sợ chết là ngươi. Thấy tên này còn có thời gian rảnh rỗi khoe khoang, Trương Huyền hừ một tiếng. Vâng, ngoan nhân không dám nói nhảm, tiếp tục thôn vệ vu hồn của Thanh Điền Hoàng. Trong tại thiên đạo chi thư bị áp chế, tốc độ cắn nuốt không nhanh, giờ phút này lực lượng phát huy đến cực hạn, thời gian không dài, liền nghe tiếng hô càng ngày càng nhỏ. Thanh Điền Hoàng bị thôn phệ không còn một mảnh, hoàn toàn biến mất. Ầm ầm, nương theo vu hồn bị thôn phệ sạch sẽ, bầu trời xuất hiện một đoàn mây đen. Hắn cũng đưa tới xuất khiếu kiếp. Khác biệt kim nguyên đỉnh, cho dù ngoan nhân mất đi ký ức, cũng là lão quái vật sống không biết bao nhiêu năm, cho dù xuất khiếu kiếp đáng sợ, nó độ qua cũng không khó. Đồng dạng đánh xuống ba đạo kiếp vân, giống như kim nguyên đỉnh, đạt đến xuất khiếu cảnh hậu kỳ, lúc này mới ngừng lại. Vu hồn của Thanh Điền Hoàng chỉ là xuất khiếu cảnh sơ kỳ, mặc dù cung cấp năng lượng không ít, nhưng ngoan nhân đạt tới hậu kỳ đã là cực hạn. Chương 2274,
Ngọc Phi Nhi kiên trì cùng kiêu ngạo hai. Nhanh chóng điều chỉnh, hai ngày sau ta liền dẫn người đi đầm lầy Tề Bắc, tranh thủ thôn vệ đối phương. Thấy hắn thành công, Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm. Có hai xuất khiếu cảnh hậu kỳ bảo hộ, khẳng định sẽ an toàn hơn không ít, lại thêm thực lực của hắn cũng đột nhiên tăng mạnh, đạt đến thánh vực tam trọng thai anh cảnh đỉnh phong, chỉ cần ngoan nhân ở đầm lầy Tề Bắc không cao hơn xuất khiếu cảnh, có lẽ tính nguy hiểm không lớn. Về chiến sư đường. Lần nữa thu ngoan nhân vào thiên đạo chi thư, Trương Huyền bay trở về chiến sư đường. Lần này chỉ qua 3-4 canh giờ, nhưng bất kể sức chiến đấu hay năng lực bảo vệ tính mạng, lại tăng lên gấp bội. Lúc này, thành viên của ba chiến sư đường đến đây trao đổi, đã cùng Huyền Huyền hội tiến hành trao đổi sâu, hai bên đã đạt thành hiệp nghị sau này cùng chung phát triển. Đối với những thứ này, Trương Huyền cũng không để ý tới, đang định tìm hình đường chủ thương nghị sự tình đi đầm lầy Tề Bắc, chỉ thấy Ngọc Phi Nhi đi tới. Trương sư, Lạc Thất Thất đi rồi. Đi. Trương Huyền sững sờ. Đi nơi nào? Buổi sáng còn để cho mình theo nàng một ngày, dạy luyện đan một canh giờ. Làm sao thời gian nháy mắt liền đi? Ta cũng không biết. Ngọc Phi Nhi lắc đầu. Có nói gì hay không? Trương Huyền khó hiểu, cho dù bị mình cự tuyệt, cũng không đến mức không từ mà biệt a. Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì? Nàng nói trong nhà có một số việc, muốn tạm thời rời một đoạn thời gian. Ngọc Phi Nhi gật đầu. Trong nhà có chuyện xảy ra. Thời điểm vừa tới danh sư học viện, ta xem qua giới thiệu, là về Bạch Viễn Đế Quốc, hẳn là công chúa của đế quốc này. Mấy ngày trước ta nghe nói Bạch Viễn Đế Quốc phát sinh náo động, hoàng thất thương vong không ít người, hẳn là trở về giải quyết a. Ngọc Phi Nhi phỏng đoán nói. Bạch Viễn Đế Quốc. Trương Huyền nhẹ gật đầu. Thời điểm mới quen Lạc Thất Thất, quả thực nghe ai giới thiệu qua, là công chúa của đế quốc nào đó, chỉ là không nghĩ tới là Bạch Viễn Đế Quốc. Là đế quốc nhất đẳng, có điều cường đại hơn Hồng Viễn Đế Quốc một chút, nhưng so với Thanh Nguyên Đế Quốc kém một đoạn rất lớn. Bạch Viễn chỉ là đế quốc nhất đẳng, thực lực mạnh nhất chỉ có thánh vực nhất trọng đỉnh phong, Thất Thất là cường giả nhị trọng, sức chiến đấu cùng cấp bậc càng vô địch. Có lẽ rất nhanh có thể giải quyết vấn đề. Thấy hắn có chút lo lắng, Ngọc Phi Nhi nói. Trương Huyền gật đầu. Gần đây thực lực của Lạc Thất Thất bạo tăng, đối phó một đế quốc biến cố, có lẽ dễ như trở bàn tay, không tính là gì. Chỉ là, học sinh liên tiếp rời khỏi, để hắn vẫn còn có chút thất lạc. Trương sư, thật ra thì, ta cũng ý định về Hồng Viễn Đế Quốc. Dừng lại một chút, Ngọc Phi Nhi nhìn qua. Ngươi cũng muốn đi. Trương Huyền cau mày. Vâng, vừa rồi ta suy nghĩ mấy canh giờ, cũng coi như nghĩ rõ ràng. Ngươi là Cửu Thiên Chi Long, không có khả năng ở lại loại địa phương nhỏ này, cũng chỉ có tiểu công chúa Lạc Gia mới có thể xứng với ngươi, ta. Chỉ là công chúa của đế quốc nhất đẳng nho nhỏ, không cần thiết hy vọng hão huyền, đi theo sau lưng, một mực dầu dĩ, còn không bằng trở về dốc lòng tu luyện, có lẽ có một ngày, cũng có thể đạt tới tình trạng để ngươi liếc nhìn ta một cái. Ngọc Phi Nhi nói, tính cách của nàng quả quyết, đã làm ra quyết định, thì không có gì có thể xoắn xuýt, nói thẳng ra. Cùng Trương Huyền ở chung bất quá nửa năm, nhưng thiên phú của đối phương, nàng nhìn ở trong mắt. Lúc đầu còn thấp hơn nàng, nhưng bây giờ đã cao hơn không biết bao nhiêu, tiếp tục nữa, chênh lệch sẽ càng lúc càng lớn. Như vậy mỗi ngày theo ở phía sau, chém không đứt tình cảm của mình, còn không bằng nên rời đi trước, bình tĩnh một đoạn thời gian lại nói. Cái này, không nghĩ tới đối phương có thể nghĩ thông nhanh như vậy, Trương Huyền không khỏi bội phục, nhẹ gật đầu. Vậy ngươi phải bảo trọng. Chữ tình này, ngay cả tâm cảnh như hắn cũng không thể hóa giải, vì Lạc Nhược Hy, liều mạng cố gắng, đối phương mấy canh giờ liền có thể nghĩ tới những thứ này, hơn nữa dứt bỏ tình cảm trong lòng. Phần tâm tính này, xem như cực mạnh. Chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, về sau tất nhiên có thể đạt tới tình trạng mà phụ thân nàng Ngọc Thần Thanh mãi mãi cũng không đạt tới. Trương sư, tạm biệt. Nhẹ nhàng cười một tiếng, Ngọc Phi Nhi xoay người đi ra ngoài. Tới tiêu sái, đi cũng rất quyết đoán. Xem ra nàng cũng nhìn rõ quyết tâm của mình, trong lòng chỉ có Lạc Gia tiểu công chúa, tiếp tục vướng víu khiến người chán ghét, còn không bằng lui thân rời khỏi, lưu một ấn tượng tốt. Ta biết ý nghĩ của Thất Thất giống như ta, xử lý sự tình trong nhà chỉ là việc phụ, trọng yếu nhất chính là bị cự tuyệt. Không dám đối mặt, nàng cũng rời khỏi, nghĩ biện pháp tu luyện, ta cũng muốn tăng thêm tốc độ, tuyệt không thể kém nàng. Rời khỏi chiến sư đường. Quay đầu nhìn điện đường to lớn phía sau, Ngọc Phi Nhi siết chặt nắm đấm.
Nàng cùng Lạc Thất Thất đều là người vô cùng kiêu ngạo, thật vất vả thích một nam tử, kết quả bị song song cự tuyệt, trong lòng khẳng định nhẫn nhịn một hơi. Quả thực, bây giờ chúng ta không xứng với ngươi, như vậy chúng ta dùng càng nhiều cố gắng trả giá, tranh thủ một ngày kia, đạt tới tình trạng có thể để ngươi nhìn thẳng. Đây là kiên trì của Ngọc Phi Nhi ta, cũng là sự kiêu ngạo của ta. Mà nếu như một mực theo ở sau lưng, tiếp nhận chỉ điểm cùng ân huệ, thời gian lâu dài, cho dù thực lực tăng thêm, chỉ sợ cũng không dám tiếp tục sinh ra tâm tư khác. Chương 2275, đi đầm lầy Tề Bắc 1. Thân là danh sư thất tinh, ý nghĩ của Lạc Thất Thất cùng Ngọc Phi Nhi, Trương Huyền tự nhiên có thể nhìn ra, có điều, có người ưa thích, đối với tình cảm khác thật không muốn chạm nhiều, cho dù thời gian ngắn để đối phương đau lòng, nhưng tốt hơn nhiều một mực để của nàng đau lòng. Đau dài không bằng đau ngắn, trên tình cảm không thể có chút do dự cùng chần chừ nào, nếu không hại người hại mình. Đưa mắt nhìn Ngọc Phi Nhi rời khỏi, tao loạn trong lòng bình tĩnh trở lại, lúc này Trương Huyền mới tìm hình đường chủ. Hiện tại trọng yếu nhất là giải quyết ngoan nhân ở đầm lầy Tề Bắc, nếu không tùy ý đối phương làm hại, không chỉ danh sư của danh sư đường, mình cũng không an toàn. Dù sao, lực hấp dẫn của thiên nhận danh sư với dị linh tộc là quá lớn, cho dù hắn bị nhốt, không cách nào động thủ, nhưng chỉ cần tin tức truyền đi, sau này thời gian của mình cũng không dễ chịu, tất nhiên sẽ nghênh đón đuổi giết vô cùng vô tận. Nguy hiểm cho danh sư đường, chúng ta thân là một thành viên trong đó, chắc chắn sẽ không ngồi yên không lý đến. Trương sư, xin dẫn ta chung một chỗ. Nghe xong chuyện này, ánh mắt của hình đường chủ kiên định. Chiến sư đường, thuộc về một bộ phận của danh sư đường, dị linh tộc lại xuống tay với bọn hắn, thân là đường chủ, tự nhiên việc nghĩa chẳng từ. Tốt, ngươi tuyển hai người cùng ta chung một chỗ là được, không cần quá nhiều, nếu không rất dễ dàng gây nên chú ý. Một khi đối phương trước thời hạn làm ra chuẩn bị, lại muốn chém giết liền khó khăn. Dừng lại một chút, Trương Huyền nói. Ngoan nhân là tồn tại đã từng khiêu chiến Khổng sư, tin tức dò dỉ, đối phương có chút chuẩn bị, đừng nói giết chết, làm không cẩn thận còn sẽ vẫn lạc. Ta biết. Rõ ràng mức độ nghiêm trọng của sự việc, hình đường chủ nhẹ gật đầu, vội vã rời đi. Thời gian không dài, hồn điện Liêu điện chủ, cùng nội tức điện Ngụy điện chủ theo ở phía sau đi tới. Bọn họ tu luyện Lưu Ly luyện tâm kinh sớm nhất, tâm cảnh vững chắc, nếu như đối phương thật sự là vu hồn sư am hiểu công kích linh hồn, hai người bọn họ thích hợp nhất. Hình đường chủ nói. Trương Huyền gật đầu. Vu hồn sư am hiểu công kích linh hồn, làm ra đủ loại huyễn cảnh, tâm cảnh cao sẽ an toàn hơn không ít. Lưu điện chủ là tâm điện chủ, không thể nghi ngờ, Ngụy điện chủ tiếp xúc Lưu Ly luyện tâm kinh sớm nhất, tu luyện một đoạn thời gian, tất nhiên cũng có tiến bộ cực lớn. Lại thêm thực lực của hai người này gần với hình đường chủ, bọn họ ra tay, quả thực là thí sinh tốt nhất. Lần này đi, cửu tử nhất sinh, vô cùng có khả năng không về được, các ngươi cần nghĩ kỹ. Vẻ mặt của Trương Huyền nghiêm túc nhìn qua. Chúng ta biết, dụng ý tổ kiến chiến sư đường, là giải quyết tai họa ngầm, xông pha chiến đấu, có thể vì nhân tộc mà chết, chết cũng vinh dự. Ngụy điện chủ, Liêu điện chủ không có chút do dự. Vậy thì tốt. Hiện tại đi danh sư đường, tụ hợp với đám người ngô sư. Thấy thái độ của bọn họ kiên định, biết đây là tinh thần mà chiến sư đường nhiều năm qua bồi dưỡng ra được, Trương Huyền không nói thêm lời, bay về phía danh sư đường. Lúc này ngô sư cũng tìm xong nhân thủ, ba vị trưởng lão thất tinh đỉnh phong trung thành tuyệt đối, còn có một vị, lại là người quen biết cũ. Trương Cửu Tiêu. Cửu Tiêu đi qua đầm lầy Tề Bắc, hơn nữa tự mình tiến vào ma quật, ta cảm thấy chỗ lão sư của Thanh Điền Hoàng ẩn thân. Vô cùng có khả năng liên quan đến nơi này, để hắn dẫn đường tương đối phù hợp. Ngô sư nói, cái này, sửng sốt một chút, Trương Huyền gật đầu. Trong ký ức của Thanh Điền Hoàng, tin tức liên quan tới ngoan nhân không nhiều, cũng không tỉ mỉ, không phải năng lực siêu hồn của hắn không đủ, mà là ngoan nhân cũng tinh thông vu hồn, tự nhiên biết làm sao loại bỏ ký ức, tránh khỏi nguy hiểm phát sinh. Cho nên, ký ức trong đầu Thanh Điền Hoàng trên thực tế cũng không hoàn chỉnh. Trương Cửu Tiêu này đã đi qua ma quật, để hắn dẫn đường, tất nhiên có thể miễn không ít phiền phức. Trương sư, cho dù chúng ta có mâu thuẫn, ta đối với ngươi cũng có chút không chịu. Nhưng dính dáng nhân tộc, ta sẽ không lùi bước, bởi vì ta là danh sư. Trương Cửu Tiêu nhìn qua, biểu lộ kiên định. Đúng vậy, chúng ta đều là danh sư. Không nghĩ tới hắn lại có loại ý nghĩ này, Trương Huyền có chút ngoài ý muốn. Trước đó bởi vì sự tình Lạc Nhược Hy. Cảm thấy Trương gia là loại gia tộc không để ý cảm thụ của người khác, dựa dẫm lực lượng,
bá đạo đến cực điểm, không nói đạo lý, lúc này thấy thái độ của Trương Cửu Tiêu như thế, ý nghĩ trong lòng nhìn không được có chút đổi mới. Đang cảm khái, chỉ thấy thanh niên trước mắt lông mi nâng lên, mang theo vẻ mặt không thể dao động. Hơn nữa, ta còn muốn vượt qua ngươi, để ngươi biết, Trương Cửu Tiêu ta mới thật sự là thiên tài. Vượt qua ta. Không nghĩ tới hắn ôm loại ý nghĩ này, Trương Huyền lắc đầu, dở khóc dở cười. Ngươi vui vẻ là được rồi. Vượt qua bản thân, có lẽ trên đời này sẽ có thiên tài mạnh hơn mình, nhưng tuyệt không phải vị trước mắt này. Bất kể tâm cảnh, thực lực, phụ tu, được rồi, không nghĩ nữa, tưởng tượng đều là ưu điểm, muốn vượt qua bản thân, loại chuyện tốt này. Cũng chỉ có thể suy nghĩ một chút, làm không cẩn thận sẽ bị tiến công càng ngày càng lợi hại, cuối cùng đánh mất lòng tin. Người đã đông đủ, chúng ta lên đường đi. Xác định nhân viên, không do dự nữa, Ngô Sư tìm đến thánh thú phi hành cấp bậc cao nhất của danh sư đường, mọi người tiến vào bên trong, nhanh chóng bay về phía đầm lầy Tề Bắc. Đầm lầy Tề Bắc, ở phía bắc Tề Bắc Thành, cách Thanh Nguyên Đế Đô chừng trăm vạn dặm, thánh thú phi hành của danh sư đường, cho dù đạt đến nguyên thần cảnh đỉnh phong, muốn bay qua cũng cần ít nhất 5-6 ngày. Ta có chút đan dược, là trước khi đến chuyên môn luyện chế, đến lúc đó, tất cả mọi người ăn vào, có thể trừ bách độc, còn có thể dự phòng vu hồn sư đoạt xá. Đứng ở trên lưng thánh thú, Trương Huyền lấy ra mấy bình đan dược đưa tới. Lần này đi đầm lầy Tề Bắc, cộng thêm hắn tổng cộng 9 người, cho dù từng cái đều là tồn tại đỉnh phong nhất của Thanh Nguyên Thành, nhưng đối phó lão quái vật sống không biết bao lâu như ngoan nhân, còn cần sớm chuẩn bị. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 2275.